chương 261, anh có phải là kẻ ngốc không vậy hiển nhiên, đây rõ ràng là đang nói về Diệp Thu. Lâm Thanh nhã nhíu mày, nói với vẻ không vui, mẹ, con không thích nghe những lời này. Những gì mẹ nói đều là sự thật, người ta chính là kém cỏi như vậy, không thể nào so sánh với tử Diệp. Thanh nhã à, mẹ khuyên con mau chóng giác ngộ điều này, trên đời này có rất nhiều người đàn ông tốt. Triệu Thư Đình nói xong, bà ta còn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thu ở bên cạnh, trong mắt hiện đầy vẻ khinh thường mẹ nếu mẹ còn nói những lời này con thật sự sẽ rời đi khuôn mặt nhỏ nhắn của lâm thanh nhã lạnh như băng nghe vậy triệu thư đình còn đang định bám giết không buông đột nhiên luống cuống vội vàng xua tay nói với vẻ u oán được rồi được rồi mẹ không nói nữa là được mẹ thật sự không biết cái tên vô dụng này đã cho con uống loại bùa mê thuốc lú gì mà con lại bảo vệ nó như vậy sau đó triệu thư đình liếc diệp thu một cái trong lòng thầm chế diếu Diệp Thu ơi Diệp Thu, lần này, tôi thật sự muốn xem ra mặt của anh dày như thế nào. Đợi lát nữa đến chỗ của Đại sư Murphy bởi vì Đại sư Ngu Hồng Sương, nhất định là mọi người sẽ hỏi thăm Ngu Tử Diệp một hồi, khen ngợi Ngu Tử Diệp. Sau đó gạt anh sang một bên, đến lúc đó để xem ABG có kém cỏi, tự ti hay không. Hôm nay, tôi nhất định phải đánh tan lòng tự tôn của anh. Nghĩ đến đây, trong mắt Triệu Thư Đình chợt lóe lên một tia đắc chí lập tức nhìn sang Ngô Tử Diệp nói, Tử Diệp, chúng ta mau đi thôi, đừng để Đại sư Murphy lốt chờ lâu. Được, dì Triệu, Cô Lâm, hãy đi theo tôi. Ngô Tử Diệp vội vàng gật đầu, quay người đi dẫn đường. Audio điện tử võ tấn bền. Triệu Thư Đình kéo Lâm Thanh Nhã đi theo, còn Diệp Thu thì đương nhiên là đi theo Lâm Thanh Nhã. Có thể thấy được Ngô Tử Diệp khá quen thuộc với khu triển lãm này. Trên đường đi cũng không phải đi đường vòng, dưới sự dẫn dắt của ngô tử diệp rất nhanh cả đám người đã đi tới trước của phòng nghỉ được đặc biệt chuẩn bị cho đại sư mephistos ngô tử diệp chỉnh lại quần áo của mình sau đó đi lên gõ cửa hai lần một cách khe khẽ nói ba con là tử diệp con đưa bạn của con đến đây bây giờ có tiện đi vào không hả mấy giây sau giọng nói của ngô hồng Sương từ trong phòng vọng ra vào đi nghe thấy vậy ngô tử diệp lập tức hưng phấn quay đầu nhìn sang triệu thư đình và lâm thanh nhã cười nói Dì triệu cô lâm chúng ta vào thôi được triệu thư đình gật đầu lâm thanh nhã hít một hơi thật sâu trong lòng không khỏi có hơi khẩn trương mặc dù cô đã từng gặp qua rất nhiều tình cảnh lớn nhưng bây giờ cô lại được nhìn thấy thần tượng của mình vì vậy chắc chắn là trong lòng sẽ căng thẳng thấy vậy diệp thu đang đứng ở phía sau đã đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai lâm thanh nhã mỉm cười động viên thanh nhã đừng căng thẳng mặc dù murphy los là một họa sĩ đẳng cấp thế giới nhưng ông ấy cũng chỉ là một ông lão nước ngoài bình thường mà thôi không phải dạng người tự cao tự đại chắc chắn sẽ dễ tiếp xúc cho nên em không cần phải căng thẳng diệp thu anh đang làm gì ở đó vậy cứ như thể anh đã gặp qua và rất quen thuộc với đại sư murphy lốt vậy một nhân vật thần thánh như đại sư murphy lốt là người mà anh có thể nghị luận lung tung sao một kẻ nhà quê như anh không sợ tới mức nhũng cả chân khi đi vào đã là tốt lắm rồi ngô tử diệp đang định đẩy cửa đi vào Nghe thấy lời nói của Diệp Thu, anh ta quay lại nhìn Diệp Thu nói với vẻ khinh thường. Đúng vậy, Diệp Thu, người không biết còn tưởng anh rất quen thuộc với Đại sư Murphy Lodge đấy, anh đã gặp Đại sư Murphy Lodge rồi sao? Đừng ở đó mà nói lung tung, dù dáng vẻ của Đại sư Murphy Lốt như thế nào thì anh cũng không có tư cách để đánh giá, mau ngậm miệng lại đi. Nếu như anh đi vào mà dám nói lung tung, làm mất mặt nhà họ lâm chúng ta thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Triệu Thư Đình trừng mắt lên nhìn Diệp Thu, mỉa mai chế giễu. Diệp Thu mỉm cười lắc đầu, không lên tiếng nữa. Ngu tử Diệp ném cho Diệp Thu một ánh mắt xem thường, sau đó anh ta đẩy cửa bước vào trong. Triệu Thư Đình và Lâm Thanh Nhã đều hít sâu một hơi rồi đi theo đằng sau. Còn Diệp Thu thì không nhanh không chậm, đi ở cuối cùng. Ở giữa phòng nghỉ có một chiếc bàn tròn lớn, bên trên bầy tách trà, đồ ăn nhẹ linh tinh. Mà người ngồi ở chính giữa đúng là Murphy Lose. Ngu Hồng Sương là đồ đệ lớn nhất nên ngồi ở phía bên phải của Murphy Lodge, còn ở bên trái là đồ đệ nhỏ Capucci của Murphy Lodge. Ngoài ra, các chỗ ngồi còn lại đều là họa sĩ trong Hiệp hội Họa sĩ Giang Châu. Ví dụ như Hội trưởng Hiệp hội Họa sĩ Giang Châu, Trần Xuyên, V, V. Dù sao thì hôm nay là ngày Murphy Lodge tổ chức một buổi triển lãm cá nhân, bọn họ là những họa sĩ bản địa ở Giang Châu, dĩ nhiên là phải có mặt để chúc mừng bây giờ mọi người đang cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm khi ngô tử diệp đi vào tất cả mọi người đều nhìn về phía ngô tử diệp điều này khiến cho ngô tử diệp có cảm giác như được để ý mà lo sợ anh ta vội chào ba của mình ba tới rồi à bạn của con đâu ngô hồng sương gật đầu cười hỏi bọn họ ở đằng sau ngô tử diệp vội nói đúng lúc này triệu thư đình và lâm thanh nhã đã bước vào phòng nghỉ Ngô Tử Diệp lập tức giới thiệu với ba của anh ta, ba, đây là dì Triệu, còn đây là cô Lâm. Nói xong, anh ta quay lại nhìn hai mẹ con và giới thiệu, đây là ba của tôi. Chào ông, Triệu Thư Đình và Lâm Thanh Nhã chào hỏi Ngu Hồng Sương vô cùng lễ phép. Xin chào, Ngu Hồng Sương mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn Ngu Tử Diệp hỏi, đúng rồi, Tử Diệp, không phải con nói muốn dẫn ba người qua sao? Sao lại thiếu một người? Người kia không quan trọng, không gặp cũng được. Ngô tử Diệp xua tay nói với vẻ khinh thường. Ai nói tôi không quan trọng. Nhưng mà vào đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói lười biếng truyền vào phòng nghỉ. Điều này khiến cho Murphy Lopes và những người khác đang ngồi ở bàn tròn trong phòng lập tức sửng sốt. Bởi vì bọn họ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Vào giờ phút này, Diệp Thu chậm rãi bước vào trong phòng nghỉ. Nhìn thấy bóng người kia, tất cả mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn, bao gồm cả ngu hồng xương đều sướng sờ, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dù sao thì những người ngồi ở đây đều có mặt hôm Diệp Thu và ngu hồng xương so tài bức tranh bát tuấn. chương 262, tao không có đứa con như mày. Ngay tại lúc này, trong lòng ngu tử Diệp tràn đầy sự tự tin. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của anh ta. Ba của anh ta là Ngu Hồng Sương và Đại sư Murphy Lốt cũng đang có mặt ở đây cho nên anh ta có thể không có chút lịch sự nào mà nói ra những lời nói đó. Xong anh ta cũng chẳng để ý mấy. Khi anh ta nói xong những lời này, Murphy lốt ngồi trước bàn tròn, sắc mặt dần trở nên u ám. Ngu Hồng Sương đang ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy da đầu run lên một trận, ông ta không nhịn được thiếu chút nữa hung hăng đập giày da của mình lên mặt Ngô Tử Diệp. Diệp Thu có thân phận như thế nào? Ngô Tử Diệp lại dám vô lễ với anh ta như vậy. Đứa con trai ngốc nghếch này, thật sự là muốn hại chết ông ta rồi. Ngay lúc này trong lòng ông ta có ý định giết chết Ngô Tử Diệp. Nhưng mà, rất rõ ràng là Ngô Tử Diệp vẫn còn chưa nhận ra được điều này, trên mặt anh ta vẫn tràn đầy sự đắc ý như cũ. Triệu Thư Đình lại càng không buông tha cơ hội rất tốt này để đả kích Diệp Thu, bà ta vội vàng đi theo trào phúng nói, đúng vậy, giả vờ cái gì chứ, không biết còn tưởng rằng người hôm nay có hẹn với đại sư Murphy Lốt chính là anh đấy nếu không có tiểu ngu thì sợ rằng cả đời này anh cũng không có khả năng lọt vào mắt xanh của người tồn tại như một vị thần là đại sư murphy lốt đây cái thứ làm mất mặt nhà anh mẹ mẹ đừng nói nữa lâm thanh nhã nháy mắt ra hiệu với mẹ cô chuyện gì cái tên vô dụng làm người nhà họ lâm chúng ta mất mặt mà con còn không cho mẹ nói nữa à triệu thư đình bĩu môi ngay sau đó trừng mắt với diệp thu vẻ mặt khinh thường nói diệp thu nếu anh cảm thấy nơi này khiến anh không được tự nhiên thì anh nhanh chóng đi ra ngoài tránh cho việc anh ở chỗ này làm tôi thấy mất mặt. Hôm nay chính là ngày quan trọng của Tiểu Nhã khi được gặp mặt thần tượng của mình là đại sư Murphylos, anh mau đi đi để khỏi làm chúng tôi thấy mất hứng nữa. Đây là tự mẹ nói nhé, vậy tôi đi ra ngoài đây, mẹ đừng có hối hận đấy. Khuôn mặt của Diệp Thu không thay đổi gật đầu, sau đó không nói hai lời đã trực tiếp xoay người đi ra bên ngoài phòng nghỉ. Đừng hối hận dọa ai đấy. Vẻ mặt của triệu thư đình đầy khinh thường, bà ta bĩu môi ngay sau đó nhìn sang ngu tử diệp, cười nói tiểu ngu à, cuối cùng cái thằng diệp thu làm chúng ta chướng mắt đã cút đi rồi. Đợi lát nữa chúng ta ra ngoài lại xử lý nó tiếp, bây giờ cháu giúp tôi giới thiệu hai mẹ con tôi với đại sư Murphy Lốt trước đi. Được à, ngu tử diệp cười gật đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn sang ba mình là ngu hồng xương nói, ba, đây là cô Lâm, cô ấy rất thích tranh của đại sư Murphy Lốt. Cô ấy còn là fan cứng của đại sư nữa nên con nhờ ba nói dùm với đại sư để cô ấy có thể tự mình giao lưu với đại sư một chút được không? Nhưng mà lúc Ngô Tử Diệp vừa nói xong những lời này Cạch, Murphy Loss trực tiếp đứng dậy rời khỏi ghế Tình huống này khiến cho Ngô Tử Diệp cảm thấy sửng sốt, trong lòng nghi ngờ nói tình huống gì đây? Sao đại sư Murphy Loss lại đứng dậy? Chẳng lẽ đại sư tính tự mình đến nghênh đón Lâm Thanh Nhã và Triệu Thư Đình sao? Làm như vậy thì quá nể mặt mình rồi. Nghĩ đến đây, Ngô Tử Diệp lập tức cảm thấy cực kỳ vui mừng, anh ta cảm thấy chính mình cũng rất có mặt mũi, anh ta bày ra gương mặt tươi cười đắc ý quay đầu lại nhìn sang Triệu Thư Đình và Lâm Thanh Nhã. Vẻ mặt kia của anh ta như đang nói, nhìn thấy không, tất cả những điều này đều dựa vào mặt mũi của anh ta nên bọn họ mới có được loại đãi ngộ như vậy đấy, nếu là người bình thường thì ngay cả liếc mắt đại sư Murphy Loss cũng không thèm liếc một cái đâu. Triệu Thư Đình và Lâm Thanh Nhã nhìn thấy tình huống như vậy cũng đều sửng sốt. Mà đúng lúc này, Murphy lốt trực tiếp đẩy ghế dựa ra, bước nhanh về phía bên này. Thấy vậy, Ngô Tử Diệp lập tức kích động muốn chết, đứng thẳng lưng lại. Mà Triệu Thư Đình và Lâm Thanh Nhã cũng không tránh khỏi căng thẳng lên. Đặc biệt là Lâm Thanh Nhã, cô không ngừng hít sâu, suy nghĩ lát nữa bản thân nên mở miệng chào hỏi thần tượng như thế nào thì ổn đây mắt thấy đại sư murphy Lodge đang bước gần tới trước mặt mình ngô tử diệp vội vàng bày ra vẻ mặt tươi cười đi lên đón kính cẩn lễ phép nói xin chào đại sư murphy Lodge. người đang đứng bên cạnh tôi chính là cô lâm nhưng mà ngô tử diệp còn chưa nói hết lời thì murphy Lodge đến nhìn cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái đã trực tiếp đi vòng qua anh ta sau đó lại đi vòng qua lâm thanh nhã và triệu thư đình bước nhanh ra bên ngoài phòng nghỉ thấy tình huống như vậy vẻ mặt tươi cười của Ngô Tử Diệp lập tức trở nên cứng đờ. Mà Triệu Thư Đình và Lâm Thanh Nhã đã hóa đá ngay tại chỗ. Tình huống gì đây? Có thể nói hiện tại ba người toàn mờ mịt, trên mặt đầy dấu chấm hỏi. Một lúc lâu sau, lúc này Ngô Tử Diệp mới nhìn sang ba mình là Ngô Hồng Sương, mặt đầy khó hiểu hỏi, ba, sao đại sư Murphy lốt lại ra ngoài? Mày đừng gọi tao là ba nữa, tao không có đứa con trai ngu như mày, hẳn là tao nên gọi mày bằng ba quá mày xem đi mày đã gây ra chuyện tốt gì cho ba mày rồi. Sắc mặt ngu hồng xương tối sầm lại, hung hăng chừng mắt nhìn ngu tử diệp, tức giận quát lớn. Lần này, ngu tử diệp hoàn toàn ngây ngốc. Tình huống gì đây? Sao ba mình lại có thái độ như vậy? Còn không đợi ngu tử diệp phản ứng lại. Ngu hồng xương trực tiếp vung tay lên, dẫn theo các họa sĩ đang ngồi ở đây đứng dậy bước nhanh đi ra phía bên ngoài phòng nghỉ. Lúc đi ngang qua chỗ ngu tử diệp, Ngu Hồng Sương hung hăng chừng mắt liếc Ngô Tử Diệp một cái, nổi giận mắng, thằng khốn, đợi lát nữa xong việc tao sẽ lại xử lý mày tiếp, nếu hôm nay việc này không được giải quyết ổn thỏa được thì tao với mày cắt đứt quan hệ ba con luôn. Nói xong, vẻ mặt của Ngu Hồng Sương lập tức tươi tỉnh lại, ông ta dẫn theo các họa sĩ bước nhanh ra bên ngoài. Rất nhanh sau đó, bên trong phòng nghỉ chỉ còn lại ba người Ngô Tử Diệp là còn đang hóa đá đứng im tại chỗ. Một lúc lâu sau, Triệu Thư Đình không nhịn được nhìn Ngu Tử Diệp hỏi, Tiểu Ngu, cuối cùng thì tình huống gì đây? Có phải cháu đã làm sai chuyện gì không? Vì sao ba cháu lại giận như vậy? Tôi cũng không biết, lúc mới vào phòng ba tôi cũng không có tức giận mà, vì sao sau khi Diệp Thu đi rồi thì thái độ của ba tôi lại đột nhiên thay đổi lớn đến như vậy chứ? Ngu Tử Diệp lắc đầu, vẻ mặt mê mang. Ngay sau đó, anh ta đột nhiên nhớ tới gì đó làm sắc mặt lập tức tối sầm lại, cắn răng lạnh lùng nói, tôi biết rồi, Việc ba tôi giận chắc chắn là có liên quan đến Diệp Thu, có khả năng là dáng vẻ co rúm của Diệp Thu đã làm đại sư Murphy Lost mất hứng. Mà ba cháu lại nghĩ rằng Diệp Thu là người bạn mà tôi dẫn theo cho nên mới giận tôi, tất cả đều là do Diệp Thu hết. Đúng vậy, cháu nói rất đúng, đều là do sau khi ba cháu nhìn thấy Diệp Thu mới trở nên như vậy, khẳng định đều là do Diệp Thu làm hại. Triệu Thư Đình gật đầu tán thành nói. Lâm Thanh nhã nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho ổn bởi vì quả thật thái độ của Ngu Hồng Sương bắt đầu trở nên tệ như vậy từ lúc Diệp Thu vừa bước vào. chương 263, xin lỗi cậu Diệp. Chỉ thấy trên hành lang ngoài cửa phòng nghỉ cách đó không xa. Diệp Thu đang đứng ở nơi đó. Mà vẻ mặt Murphy lốt tươi cười đứng bên cạnh anh, hình như đang nói gì đó. Về phần một đám họa sĩ như Ngu Hồng Sương lại vây quanh bên cạnh, trên mặt là nụ cười nịnh nọt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Diệp Thu, Dường như Diệp Thu mới là tiêu điểm của hiện trường. Tình huống này trực tiếp khiến Ngô Tử Diệp, Triệu Thư Đình còn có Lâm Thanh Nhã nhìn đến ngây người. Diệp Thu có thân phận gì? Chỉ là một người đến ở rể tại nhà họ Lâm mà thôi, nói trắng ra chính là một kẻ ăn bám được bao nuôi. Còn Murphy lốt thì sao? Chính là đại sư hội họa cấp thế giới. Thân phận của Ngô Hồng Xương cũng không kém, cũng là đại sư nổi tiếng ở Hoa Hạ. Về phần những họa sĩ khác, cũng đều có thân phận và địa vị nhất định ở Giang Châu. Có thể nói như vậy, trong người này, chọn đại thân phận của một người thôi đã đủ muốn áp đảo Diệp Thu. Thế nhưng thái độ bây giờ bọn họ đối đãi với Diệp Thu. Thật giống như thân phận của Diệp Thu còn ở trên bọn họ vậy. Bọn họ vẫn phải đi nịnh nọt lấy lòng Diệp Thu, lấy Diệp Thu làm trung tâm. Điều này khiến trên mặt ba người ngu tử Diệp hiện đầy vẻ khó có thể tin được. Nhất là ngu tử Diệp và Triệu Thư Đình hai người nhìn nhau một cái, trong mắt đều đầy nghi ngờ. Tiểu ngu, ba của cháu, còn có đại sư Murphy lúc quen biết tên vô dụng Diệp Thu kia từ khi nào thế? Triệu Thư Đình nhìn ngu tử Diệp, không hiểu hỏi. Tôi, tôi không biết, vẻ mặt ngu tử Diệp mờ mịt lắc đầu, lập tức cắn răng nói, không được, tôi phải đi hỏi một chút. Nói xong, ngu tử Diệp trực tiếp đi tới chỗ của Diệp Thu. Triệu Thư Đình và Lâm Thanh Nhã đi theo ở đằng sau. Khí thế của ba người hung hăng đi đến trước mặt Diệp Thu. Đầu tiên là mặt mũi ngu tử Diệp đầy khinh thường trợn mắt nhìn Diệp Thu một cái, sau đó lập tức nhìn ngu Hồng Sương không hiểu hỏi: "Ba, tại sao ba?" Nhưng mà ngu tử Diệp vẫn chưa nói xong câu là ngu Hồng Sương đã trực tiếp quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn ngu tử Diệp tức giận quát lớn: "Thằng con bất hiếu, còn không mau quỳ xuống cho tao." Lời này vừa nói ra, cả người ngu tử Diệp đều sững sờ, đầu óc mơ hồ. "Ba, con Ngô Tử Diệp vừa mới chuẩn bị hỏi một câu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Anh ta đâu nghĩ đến Ngô Hồng Sương đã trực tiếp đi đến trước mặt tát Ngô Tử Diệp một cú. Chỉ nghe một tiếng bốp, thanh thúy vang lên. Nửa bên mặt của Ngô Tử Diệp bị đánh sưng phồng lên, bên trên hiện một dấu bàn tay đỏ hồng. Bởi vậy có thể thấy được, một tát này của Ngô Hồng Sương dùng sức cỡ nào, ông ta không có chút lưu tình nào. Mà Ngô Tử Diệp cũng bị đánh cho ngu người ngay tại chỗ quỳ xuống, Ngu Hồng Sương lạnh giọng quát lớn. Ngu Tử Diệp không còn dám phản bác, anh ta vội vàng thành thật quỳ trên mặt đất. Mau xin lỗi cậu Diệp cho tao, Ngu Hồng Sương lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra không chỉ có Ngu Tử Diệp ngây ngẩn cả người. Trong đầu của Triệu Thư Đình và Lâm Thanh Nhã cũng toàn là dấu chấm hỏi. Tình huống gì thế này? Những người khác không hiểu rõ Diệp Thu, hai mẹ con cô còn có thể không hiểu rõ về Diệp Thu à? đường đường là đại sư ngu hồng Sương, làm sao bây giờ lại muốn để con trai mình quỳ xuống xin lỗi Diệp Thu được? Đại sư ngu, có phải có hiểu lầm gì đó không? Triệu Thư Đình vội vàng tiến lên dò hỏi. Dù sao ngu tử Diệp là do bà ta mời đến đả kích Diệp Thu, bà ta cũng không thể trơ mắt nhìn mà mặc kệ. Việc này không liên quan gì tới bà, xin bà đừng xen vào việc của người khác. Ngu hồng Sương lường triệu thư đình một cái, tức giận nói dù sao nhà họ lâm cũng có lực ảnh hưởng nhất định ở mảnh đất giang bắc thuộc thành phố giang châu lấy thân phận và địa vị của ông ta ở hoa hạ hoàn toàn có thể không cần để vào mắt tất nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho triệu thư đình bị ngu hồng sương nói một câu như vậy trong lòng vô cùng khó chịu nhưng bà ta cũng chỉ tức giận mà không dám nói gì bởi vì bà ta hiểu rõ sức nặng của nhà họ lâm lấy trọng lượng ở giang bắc ra còn có thể nói chuyện ra khỏi giang bắc vậy coi như thật là chẳng bằng một cú xì hơi của một con chó. Cho nên bà ta chỉ có thể lựa chọn nén giận. Bốp, mà đúng lúc này, ngu hồng xương trở tay tát thêm một cú, ông ta dùng sức đánh vào đầu ngu tử Diệp nổi giận nói, cái tên bất hiếu kia, mày có biết thân phận của cậu Diệp là gì không? Mày lại dám nói chuyện với cậu Diệp như thế, mày thật sự muốn chết à, mày mau tranh thủ thời gian xin lỗi cậu Diệp đi. Ba, bảo bảo con xin lỗi cũng được, nhưng cuối cùng thì Diệp Thu có thân phận gì? mặt mũi Ngô Tử Diệp đầy ấm ức hỏi. Ngô Hồng Sương hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Tử Diệp một cái, lạnh giọng nói, mày hỏi cậu Diệp có thân phận gì à? Cậu Diệp là của Đại sư Murphy Khụ Khủ khủ. Diệp thu vội vàng ho hai tiếng cắt đứt lời nói của Ngu Hồng Sương. Nếu nói thêm gì nữa, không phải là anh sẽ bị bại lộ hay sao? Ngu Hồng Sương cũng là một người thông minh, tất nhiên ông ta đã lập tức hiểu ý của Diệp Thu, vội vàng thắng xe lại. Ba, Diệp Thu là gì của Đại sư Murphy Lost thế? Ngu tử Diệp tỏ vẻ tò mò nhìn Ngu Hồng Sương hỏi. Triệu Thư Đình và Lâm Thanh nhã cùng nhau trơ mắt nhìn Ngu Hồng Sương. Khụ khụ, Ngu Hồng Sương ho khan hai lần, trong mắt chuyển động qua lại, vội vàng giải thích nói, cậu Diệp chính là họa sĩ trẻ mà Đại sư Murphy Lost vô cùng thưởng thức, nhất là các tác phẩm của cậu Diệp đã nhận được đánh giá cao của Đại sư Murphy Lost. Thậm chí ngay cả trình độ chú Capucci của con cũng không sánh nổi với cậu Diệp, hiện tại con đã rõ chưa? Lời này vừa nói ra, Ngô Tử Diệp và Triệu Thư Đình đều giật mình tại chỗ. Vậy mà Diệp Thu cũng là một họa sĩ, và lại trình độ của anh còn giỏi hơn so với đệ tử Capucci của Đại sư Murphilos, còn chiếm được đánh giá cao từ Đại sư Murphilos. Đây triệt để lật đổ nhận biết của bọn họ đối với Diệp Thu. Phải biết, trước khi tiến vào triển lãm tranh, hai người bọn họ còn đang trào phúng Diệp Thu là đồ nhà quê, còn nói Diệp Thu không hiểu nghệ thuật, vốn không xem hiểu các tác phẩm ở đây. Nhưng cuối cùng đồ nhà quê không hiểu nghệ thuật, thật ra là hai người bọn họ. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Ngô Tử Diệp và Triệu Thư Đình lập tức đỏ lên, bọn họ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Những lời vừa rồi bọn họ chào phúng Diệp Thu, hiện tại như những bàn tay vô hình hung hăng và bôm bốp lên mặt của bọn họ. Khiến Triệu Thư Đình rất không hiểu là không phải Diệp Thu là một đồ nhà quê đi ra từ nông thôn sao. Khi nào thì anh trở thành họa sĩ rồi? Làm sao cho tới bây giờ cũng không nghe Lâm Thanh Nhã nói qua. Chuyện này khiến trong lúc nhất thời bà ta nghĩ mãi mà không rõ. Mà so với Triệu Thư Đình, Lâm Thanh Nhã được chứng kiến kỹ thuật vẽ tranh của Diệp Thu, đích thật là rất không tệ. Nhưng có thể được thần tượng của mình là đại sư Murphy lốt đánh giá cao. Quả thực khiến cho cô tương đối khiếp sợ. Nên nói tao đều đã nói cả, thằng con bất hiếu này nhanh xin lỗi cậu Diệp đi, nếu không, tao định sẽ không tha cho mày. Ngu Hồng Sương chừng mắt nhìn Ngu Tử Diệp, lạnh giọng nói ra. chương 264, suýt chút bị lộ tẩy. Thấy vậy, Ngu Hồng Sương vội vàng nhìn sang Diệp Thu, mặt mũi đầy kính cẩn nói, cậu Diệp, là do tôi làm không thỏa đáng, để thằng con bất hiếu này mạo phạm cậu. Cậu yên tâm, chờ sau khi trở về, nhất định tôi sẽ bẻ gãy ba khớp xương sườn của nó, tuyệt không dễ dàng buông tha tôi xử lý như vậy, cậu có hài lòng không? Nghe thấy câu này, ngô tử diệp đang quỳ trên mặt đất khóe miệng run rẩy kịch liệt một hồi, anh ta nghĩ thầm, đây là ba ruột của mình sao? Không khỏi cũng quá độc ác đi, nhưng chuyện đã đến nước này, anh ta cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể quỳ trên mặt đất bất đắc dĩ chấp nhận tất cả mọi chuyện. Ừm, Diệp thu nhẹ gật đầu. Thấy vậy, ngu hồng xương mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Ông ta chỉ sợ Diệp thu tiếp tục truy cứu, vậy thì thật phiền toái. Lần trước ông ta đắc tội Diệp Thu, thầy Murphy lúc giận dữ, trực tiếp giáng trước bí thư hiệp hội họa sĩ hoa hạ của ông ta. Nếu lần này lại vì ngu tử Diệp mà đắc tội Diệp Thu, vậy Murphy lúc còn không trục xuất ông ta khỏi sư môn à. Nghĩ đến đây, ngu hồng sương hung hăng đá một khước vào ngu tử Diệp đang quỳ trên mặt đất, tức giận nói còn không mau cảm ơn cậu Diệp đi. Cảm ơn cậu Diệp, ngu tử Diệp không dám do dự chút nào, anh ta vội vàng nhìn diệp thu cảm kích nói được rồi mau cút đi đừng ở đây tiếp tục làm tao mất mặt xấu hổ ngu hồng sương hung hăng trợn mắt nhìn ngu tử diệp một cái tức giận nói nghe thấy câu nói này lúc này ngô tử diệp mới dám đứng lên từ dưới đất cúi đầu xám xịt rời đi xem như lần này anh ta đã lấy đá đập chân mình vốn còn muốn nhân cơ hội lần này để xoay người tìm mặt mũi về hiện tại lại đảo ngược Xem như mặt mũi của anh ta đã bị vứt sạch triệt để. Điều này khiến anh ta cảm thấy mình đã là người không còn mặt mũi. Triệu thư Đình cũng giống như thế, mắt thấy cơ hội đả kích Diệp Thu thất bại triệt để, còn để Diệp Thu chiếm ưu thế. Chuyện này khiến trong lòng bà ta rất là khó chịu, bà ta lôi kéo Lâm Thanh Nhã muốn rời khỏi. "Thanh Nhã, chờ một chút." Diệp Thu vội vàng tiến lên gọi Lâm Thanh Nhã lại. "Tiểu Nhã, mau về nhà với mẹ." triệu thư đình trừng diệp thua một cái lập tức mạnh mẽ dẫn lâm thanh nhã rời đi mẹ lâm thanh nhã nhíu mày lại nhìn triệu thư đình dù sao bên trong ánh mắt cũng hơi chống lại con có đi hay không không đi đúng không vậy mẹ tự mình đi triệu thư đình tức giận bỏ tay của lâm thanh nhã ra nổi giận đùng đùng đi ra ngoài nơi triển lãm tranh ngoại chưa tức giận bà ta cũng đã không còn mặt mũi tiếp tục chờ đợi ở đây đến tận bây giờ trên hành lang chỉ còn lại Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã và mấy người họa sĩ Murphy Loth. Đến đây nào vợ, không phải em muốn gặp đại sư Murphy Los một lần à? Hôm nay chồng sẽ giúp em thỏa mãn ước mơ. Diệp Thu đưa tay dắt tay Lâm Thanh Nhã, khẽ cười nói. Điều này khiến cả người Lâm Thanh Nhã đều sướng sờ. Diệp Thu trực tiếp lôi kéo Lâm Thanh Nhã đi tới trước mặt Murphy Loth, mỉm cười giới thiệu nói, "Vị này là vợ của tôi tên Lâm Thanh Nhã, cô ấy rất thích các tác phẩm của ông." Murphy lốt nghe xong lời này của Diệp Thu, ông ấy lập tức kích động muốn chết. Ông ấy luôn xem Diệp Thu là thầy. Vậy không phải Lâm Thanh Nhã là cô sao? Lại có thể được cô khen ngợi. Đây quả thực là vinh quang lớn lao. Chờ trở, trở, lại châu Âu, ông ấy tuyệt đối có thể thổi phồng tận một năm. Trong lúc nhất thời, Murphy lốt hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên, ông ấy vội vàng đi lên trước nhìn Lâm Thanh Nhã, mặt mũi đầy nhiệt tình gọi cô. Khủ khủ khủ. Diệp Thu vội vàng ho khan cắt đứt Murphy Lopes. Anh sắp sửa bị hù chết rồi. Hiển nhiên Murphy Lopes cũng ý thức được suýt chút nữa là mình đã ủ thành sai lầm lớn. Bởi vì vừa rồi ông ấy định há miệng gọi Lâm Thanh Nhã là cô. Cũng may Diệp Thu nhắc nhở kịp lúc để ông ấy kịp thời thắng xe lại. Không thì một khi nói ra, vậy là thân phận của Diệp Thu, 8-90% sẽ bị bại lộ. Phải biết, trước đó Diệp Thu đã dặn dò Murphy Lopes từ lâu, nhất định không thể tiết lộ thân phận của anh. Nhưng chuyện này cũng không thể trách Murphy Loss, vừa rồi là do ông ấy quá kích động, cho nên suýt chút nói ra miệng. Hít một hơi thật sâu, để tâm trạng của mình khôi phục lại bình tĩnh. Murphy Loss mới nhìn Lâm Thanh Nhã khẽ cười nói, "Là cô Lâm đúng không? Xin chào, xin chào, cậu Diệp có thể có được cô vợ xinh đẹp như vậy, tôi cũng cảm thấy vui cho cậu ấy." Bây giờ Lâm Thanh Nhã cũng kích động muốn điên lên đây chính là lần đầu tiên cô gặp mặt thần tượng mình sùng bái nhiều năm đừng thấy cô là tổng giám đốc điều hành tập đoàn lâm thị sóng to gió lớn đều đã trải qua nhưng thật ra trong lòng cô vẫn còn là một cô gái bây giờ gặp được thần tượng mình sùng bái từ nhỏ đến lớn hơn nữa thần tượng còn chủ động chào hỏi mình đây là chuyện mà lúc trước lâm thanh nhã có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến vậy mà bây giờ thật sự đã thực hiện được chuyện này khiến cô có cảm giác như đang nằm mơ trong lúc nhất thời cả người cũng không thể bình tĩnh diệp thu cũng có thể cảm giác được lâm thanh nhã đang kích động và khẩn trương bởi vì anh còn đang nắm tay lâm thanh nhã hiện tại anh có thể cảm giác rõ ràng lâm thanh nhã đang nắm tay anh rất chặt đối với chuyện này diệp thu cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng chuyện này anh cũng không giúp được lâm thanh nhã quá nhiều chỉ có thể dựa vào lâm thanh nhã tự điều chỉnh may mắn chính là lâm thanh nhã trình chiến nhiều năm ở công ty tố chất tâm lý vẫn rất không tệ chỉ trong chốc lát lâm thanh nhã đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình cô mỉm cười đáp lại đại sư murphy lốt anh đã quá khen hai không có gì đáng khen cả tôi tin tưởng ánh mắt của cậu diệp phụ nữ có thể để cậu ấy để mắt đến cũng không nhiều cô là người đầu tiên mà tôi thấy điều này nói rõ cô thật sự vô cùng ưu tú murphy lốt khoát tay áo khẽ cười nói Nghe Murphy Loss nói vậy, Lâm Thanh Nhã cũng chỉ nhíu mày. Bởi vì cô luôn cảm thấy bộ dáng giữa Diệp Thu và Murphy Loss giống như rất quen thuộc, không hề đơn giản giống mới vừa nói, chỉ là tương đối thưởng thức như vậy. Giác quan thứ sáu của phụ nữ vẫn tương đối nhạy bén. Tất nhiên Diệp Thu đứng ở bên cạnh cũng chú ý tới điều này, sắc mặt của anh hơi thay đổi một chút. Nếu cứ nói tiếp như vậy, lấy trình độ thông minh của Lâm Thanh Nhã thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy. Nghĩ tới đây, Diệp Thu vội vàng nhìn Murphilos, nói sang chuyện khác vậy. Vợ của tôi rất thích các tác phẩm của ông, cũng có rất nhiều chuyện liên quan đến tác phẩm muốn thỉnh giáo ông, làm phiền ông giải đáp giúp cô ấy. Không phiền, không phiền, Murphy lốt vội vàng khoát tay. Đạt là vinh hạnh của ông ấy, làm sao ông ấy dám nói phiền phức đây? Diệp Thu lại vội vàng nhìn Lâm Thanh Nhã nói, Thanh Nhã, không phải em vẫn luôn có nhiều vấn đề muốn hỏi Đại sư Murphy lốt sao? hiện tại đây là cơ hội quý giá thế nào em cứ hỏi chắc chắn đại sư Murphy Lutz đều sẽ trả lời. Vâng, Lâm Thanh Nhã nhẹ gật đầu, lập tức nói chuyện với Murphy Lutz. đương nhiên, đề tài hai người trò chuyện đều là một số vấn đề Lâm Thanh Nhã đã góp nhặt từ nhỏ đến lớn. Ví dụ như ý nghĩa của mỗi bức tranh mà Murphy Lutz muốn bày tỏ, Lâm Thanh Nhã không hiểu nhiều, cô vẫn luôn thắc mắc ở trong lòng. Bây giờ cũng bắt đầu xin Murphy Lutz chỉ bảo từng cái một. Chương 265, vô địch là cô đơn cỡ nào sau khi rời khỏi triển lãm nghệ thuật. Đã tới gần giữa trưa, có thể nói hôm nay tâm trạng của Lâm Thanh Nhã cực kỳ tốt. Cô không chỉ gặp được thần tượng từ nhỏ đến lớn của mình, còn nói chuyện với thần tượng của mình, tham khảo những chuyện nghi ngờ trong lòng. Đây đối với một fan cứng của Murphy Los mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện hạnh phúc nhất. Tin tưởng bất kỳ ai có thần tượng đều có thể cảm nhận được tâm trạng kích động hiện tại của Lâm Thanh Nhã đương nhiên rồi chỉ sợ là diệp thu không thể cảm nhận được cảm giác này bởi vì anh không có thần tượng trái lại nên tính anh là thần tượng của rất nhiều người trên toàn thế giới đây cũng là chuyện không có cách nào khác khi một người mạnh tới cực điểm sẽ phát hiện ở bất kỳ lĩnh vực gì đều không có ai có thể vượt qua mình bởi vì bản thân anh đã trở thành đỉnh cao của mọi lĩnh vực mà khó ai có thể vượt qua cho nên anh đã không còn có bất kỳ đối thủ nào cũng sẽ không có thần tượng mà bây giờ Diệp Thu lại gặp phải tình huống xấu hổ thế này. Ngay cả hạng người vô danh trong thế giới ngầm, dựa vào nắm đấm của mình, anh cứng rắn ngồi lên vị trí vua của thế giới ngầm. Sau khi ngồi lên vị trí đó, anh phải không ngừng khiêu chiến bản thân mình. Thế nhưng mỗi khi anh lựa chọn một ngành nghề, không được bao lâu, anh sẽ trở thành người mạnh nhất của ngành đó. Ví dụ như nấu ăn, anh chỉ dùng 3 tháng là đã trở thành đầu bếp hàng đầu thế giới. Lại ví dụ như vẽ tranh, chưa tới nửa năm, ngay cả đại sư Murphy Los của hội họa thế giới cũng nhất định phải giành giật muốn bái anh làm thầy. Lại tiếp sau đó, y học, âm nhạc, võ thuật, máy tính, tài chính các loại. Những loại ngành nghề này, một khi tới tay Diệp Thu, rất nhanh đã có thể đạt đến đỉnh cao, không ai có thể vượt qua. Diệp Thu cũng không biết có phải là thiên phú của mình thật sự là quá tốt, đơn giản không có một chút tính khiêu chiến nào cả. Có một câu nói có thể hình dung tình cảnh hiện tại của anh vô địch là cô đơn cỡ nào. Sau khi về đến nhà, Diệp Thu ngồi ở trên ghế salon, suy tư đợi chút nữa nên giải thích ra sao với Lâm Thanh Nhã. Bởi vì dựa theo lệ cũ, chờ sau khi Lâm Thanh Nhã trở về chắc chắn hỏi thăm anh một vài vấn đề. Với tình thế hiện nay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định Lâm Thanh Nhã sẽ hỏi quan hệ giữa anh và Murphy Lose. Mà nhất định anh phải trả lời cho được, bằng không, một khi lộ ra một chút xíu sơ hở, Lấy trình độ thông minh của Lâm Thanh Nhã, rất nhanh sẽ có thể phát giác ra gì đó. Cho nên, Diệp Thu nhất định phải đợi đến trước khi cô mở miệng, nghĩ đến phương án đối đáp. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thu không lật xe bí quá hóa liều nhiều lần như vậy ngay trước mặt Lâm Thanh Nhã. Bởi vì anh luôn có thể phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên sau khi Lâm Thanh Nhã trở về nhà vào phòng hay quần áo khác bước xuống. Thấy Diệp Thu đang ngồi ở trên ghế salon, Lâm Thanh Nhã trực tiếp đi lên trước nhìn Diệp Thu, lạnh như băng hỏi, anh có gì muốn nhắn nhủ với tôi không? Nhắn nhủ ư, không có, Diệp Thu lắc đầu, cố ý giả bộ hồ đồ nói. Không có thật sao? Lâm Thanh Nhã híp hai mắt, lập tức ngồi xuống ghế salon đối diện Diệp Thu. Mà bây giờ cô đang mặc bộ đồ công sở hiệu OL. Thân trên là một bộ âu phục nhỏ màu trắng, bên dưới là một chiếc váy ôm mông, cộng với vớ cao màu đen. Cô ngồi xuống đối diện ở Diệp Thu. Hai cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp mang vớ đen bắt chéo vào nhau, tạo thành một phong cảnh mê người, làm cho không ai mà không có suy nghĩ sâu xa. Cho dù là Diệp Thu, anh cũng không tự chủ được muốn nhìn nhiều thêm một chút. Không có cách nào. Thật sự là sức hấp dẫn của người phụ nữ này quá lớn, làm anh vốn không có cách ngăn cản. Nhìn đủ chưa? Tất nhiên Lâm Thanh nhã chú ý tới ánh mắt Diệp Thu đang cong lên, lạnh lùng hỏi. Chưa? để tôi nhìn thêm chút nữa đi. Hai mắt của Diệp Thu nhìn chằm chằm vào cặp đùi đẹp thẳng tắp của Lâm Thanh Nhã, con mắt cũng không nháy một cái. Điều này khiến khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã hơi đỏ lên. Có một phần nhỏ nguyên nhân là thẹn thùng, mà nhiều hơn là bị Diệp Thu chọc tức. Cô chưa từng thấy người nào ra mặt dày như Diệp Thu. Ngay sau đó, Lâm Thanh Nhã cũng lời so đo nhiều như vậy với Diệp Thu. Cô trực tiếp lạnh lùng nói, nếu anh không có lời nào muốn nhắn nhủ với tôi, Vậy tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh. Nghe thấy câu này, trong lòng Diệp Thu hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Cũng may mình đã sớm chuẩn bị. Hít sâu một hơi, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Nhã, mỉm cười nói, "Vợ, em muốn hỏi gì?" Làm thế nào anh nhìn ra được trong bức tranh của đại sư Murphy lúc còn có một bức tranh khác trong mắt nhân vật? Hình ảnh nhỏ như vậy, nếu như không trực tiếp dùng kính lúp chỉ sợ chỉ có tác giả như Murphy Lốt mới có thể biết. Mà theo tôi được biết, trước đó anh cũng không hề dùng kính lúp quan sát bức tranh kia, làm sao anh có thể phát hiện ra được. Lâm Thanh Nhã lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, Diệp Thu sừng sốt một chút, anh lập tức vừa cười vừa nói, thật ra ngay từ đầu tôi cũng chỉ đang phỏng đoán, bởi vì tôi chắc chắn bức tranh kia không đơn giản giống như ngu tử Diệp nói. Tóm lại bất kể nói thế nào, đó cũng là tác phẩm của Đại sư Murphy Lốt, nếu nông cạn như thế thì làm sao đại sư murphy lodz có thể được xưng là đại sư hội họa cấp bậc thế giới đây cho nên tôi phỏng đoán nhất định bức tranh này có ẩn ý khác sau đó thì sao lâm thanh nhã hứng thú hỏi sau đó tôi phải nghĩ cách tìm kiếm chứng cứ nếu bức tranh này có ý gì khác vậy khẳng định có những thứ khác được bày ra mà căn cứ theo suy luận logic suy nghĩ của phụ nữ thường giấu ở trong mắt chỉ sợ là không hợp lý cho nên tôi dùng chức năng phóng đại của điện thoại để xem mắt của người phụ nữ, thật ra cũng là đang chứng thực phỏng đoán của mình, tôi thừa nhận tôi có chút đánh thược, nhưng kết quả là tôi đã đoán đúng. Diệp Thu vừa cười vừa nói, thật sự là như thế à, Lâm Thanh nhã nhíu mày lại, nửa tin nửa ngờ hỏi. Đương nhiên, không phải thì còn có thể là gì, không thì em cảm thấy tôi là thầy của Murphy Bức tranh này là tôi dạy ông ấy vẽ à? Diệp Thu nhún vai, nửa đùa nửa thật nói vậy chắc chắn là không thể nào rồi. Bây giờ Lâm Thanh Nhã lắc đầu. Mặc dù Diệp Thu thể hiện ra kỹ xảo phát họa không tầm thường, nhưng ở trong lòng của cô, Diệp Thu vẫn kém xa so với Murphy Cho nên Diệp Thu nói, dưới cái nhìn của cô, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, vốn không thể nào xảy ra. Vậy em còn có chuyện gì khác không? Diệp Thu mỉm cười hỏi. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 266, Tiểu Nam Nam mất tích. Nghe thấy câu nói này, Diệp Thu hít sâu một hơi, anh lập tức cười giải thích nói, không có quan hệ gì, thật ra lần trước tôi có so tài với Capucci, hẳn là em còn nhớ anh ta chứ. Sau khi Capucci trở về, đã lấy bản phát họa của tôi đưa cho thầy của anh ta là Murphy lốt xem, sau khi thầy của anh ta xem xong, vô cùng thưởng thức tôi. Tôi cũng không biết ông ấy lấy được phương thức liên lạc của tôi từ đâu, chúng tôi bí mật hẹn gặp mặt có thể là thấy tôi vẽ phác họa đẹp thật cho nên ông ấy vẫn muốn nhận tôi làm học trò nhận anh làm học trò sao sao anh không nói chuyện này cho tôi biết lâm thanh nhã nhíu mày hỏi trong khoảng thời gian này em vẫn luôn bận rộn như vậy hai ta cũng không nói chuyện cho nên tôi cũng quên mất nói chuyện này với em diệp thu không chút hoang mang giải thích nói thật sự là như thế sao lâm thanh nhã híp híp hai mắt thật sự như thế vợ à em không tin tôi ư tôi là một người như vậy đấy, không có xuất thân không có bối cảnh, làm sao có thể có quan hệ thân thiết gì với nhân vật có cấp bậc như Murphy Lốt được. Em cảm thấy có khả năng này không? Diệp Thu nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Diệp Thu, tôi hy vọng anh có thể đối đãi thẳng thắn với tôi, hẳn anh phải biết, tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt. Lâm Thanh nhã lạnh lùng nói. Vợ à, lời tôi nói đều là thật. Diệp Thu vội vàng nói. Được thôi, vậy hết chuyện của anh rồi lâm thanh nhã khoát tay áo cô lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài biệt thự diệp thu thấy vậy cũng sững sờ nghi ngờ nói vợ ơi sắp sửa ăn cơm trưa rồi em đi đâu vậy tôi về công ty một chuyến lâm thanh nhã cũng không đầu quay lại lạnh lùng nói nhìn bóng lưng lâm thanh nhã rời đi vẻ mặt diệp thu cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu anh đành phải đi đến phòng bếp anh dự định làm cơm giống như hôm qua cho lâm thanh nhã rồi đưa đến công ty bằng không, Lâm Thanh Nhã sẽ không ăn cơm ngon miệng nổi. Lâm Thanh Nhã đi thẳng ra bên ngoài biệt thự, ngồi lên ghế lái của chiếc xe Ferrari. Sau khi tự suy nghĩ trong chốc lát, Lâm Thanh Nhã càng nhận ra không thích hợp. Trực giác của phụ nữ nói với cô, Diệp Thu đang nói láo. Bởi vì lúc ở triển lãm tranh, rõ ràng cô ngồi ở bên cạnh có chú ý tới ánh mắt của một đám họa sĩ ngu hồng xương, bao gồm cả Murphy Lốt nhìn Diệp Thu đều là loại nhiệt tình bên trong mang theo kính cẩn và lại cuối cùng Murphy Loss nói chuyện với mình, trong ánh mắt xen lẫn vẻ tôn kính. Mặc dù Murphy Loss che giấu rất tốt, nhưng phụ nữ am hiểu nhất là quan sát, nhất là Lâm Thanh Nhã còn là một người phụ nữ thông minh. Cho nên ánh mắt cử chỉ lúc đó của Murphy Loss, cô đều thu hết vào mắt. Nếu thật sự như Diệp Thu nói, Murphy Loss muốn nhận anh làm học trò. Vậy nhiều lắm chỉ là tương đối thưởng thức và yêu thích anh. Làm sao lại tôn kính anh như thế được? Và lại thái độ của đám người ngu hồng xương đối với Diệp Thu cũng hoàn toàn nói rõ quan hệ giữa Diệp Thu và Murphy Lux, chỉ sợ không hề đơn giản giống Diệp Thu nói. Ở trong đó có chuyện gì mở ám? Nhất định Diệp Thu có chuyện đang giấu giếm mình. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh nhã trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm số gọi cho thư ký của mình là Chu Thiến. Cô lạnh giọng căn dặn đầu bên kia, bí mật điều tra thân phận của Diệp Thu cho tôi. Tốt nhất có thể tự mình phái người đi đến quê cũ của Diệp Thu điều tra một chú xem cuối cùng có phải anh ấy đến từ nơi đó hay không vâng chu thiến đồng ý là trực tiếp cúp điện thoại lâm thanh nhã cất điện thoại híp híp hai mắt xuyên qua cửa sổ biệt thự cô nhìn thấy bóng dáng đang bận rộn trong phòng bếp lạnh lùng nói diệp thu hy vọng anh không lừa tôi nếu như anh lừa tôi thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tin tưởng anh nữa lâm thanh nhã trực tiếp khởi động ferrari chạy ra khỏi biệt thự mà hiển nhiên diệp thu đang ở trong phòng bếp nấu cơm còn không biết lâm thanh nhã đã nảy sinh lòng nghi ngờ về thân phận của mình sau khi làm xong món ăn diệp thu tùy tiện ăn một chút sau đó anh bỏ thức ăn vào hộp giữ nhiệt rồi đem đến cho lâm thanh nhã anh lái chiếc xe van chạy tới tập đoàn lâm thị đúng lúc hôm nay là thứ hai sau khi anh đưa thức ăn cho lâm thanh nhã xong cũng có thể thuận đường ở lại công ty đi làm nhưng mà khi diệp thu đưa cơm đến văn phòng của lâm thanh nhã lâm thanh nhã nhìn chằm chằm vào anh hơn nữa ánh mắt nhìn anh có chút không thích hợp dường như muốn nhìn xuyên thấu anh chống lại ánh mắt kỳ lạ này diệp thu mau chóng rời khỏi văn phòng của lâm thanh nhã nói đến cũng kỳ lạ anh ở trên chiến trường mưa bom bão đạn cũng sẽ không có chút hoảng hốt nào nhưng bị lâm thanh nhã nhìn chằm chằm thế này anh lại vô cùng khẩn trương đây cũng là điều làm diệp thu nghĩ mãi mà không rõ tóm lại trước khi làm rõ ràng tại sao Lâm Thanh Nhã lại dùng ánh mắt này nhìn mình. Anh vẫn nên cố gắng một chút, rời khỏi văn phòng của Lâm Thanh Nhã. Diệp Thu vừa mới chuẩn bị về bộ phận kinh doanh nói một tiếng với Lý Soái, buổi chiều nay mình sẽ đi làm. Mà đúng lúc này, điện thoại di động của anh lại là điên cuồng vang lên. Lấy ra nhìn thử, lại là Triệu Mỹ Tuyết gọi tới. Diệp Thu cũng không có do dự, anh trực tiếp nhận nghe điện thoại mỉm cười nói alo, cô Triệu, cô tìm tôi có chuyện gì không diệp thu nam nam mất tích rồi giọng nói của triệu mỹ tuyết từ trong điện thoại di động truyền ra mặc dù cô ta nói rõ ràng mạch lạc nhìn ra được sự bình tĩnh nhưng trong giọng nói của cô ta lại xen lẫn vẻ bối rối bất kể nói thế nào cô ta cũng là một người mẹ coi như bình thường cô ta có thể làm việc tại công ty trên thương trường có mạnh mẽ thế nào bây giờ con gái mất tích vẫn sẽ khiến cho cô ta lòng dạ dối bời. Mất tích hư. Cả người Diệp Thu đều sững sờ, anh vội vàng hỏi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì Nam Nam la hét muốn ăn cây FC rất nhiều ngày rồi, cho nên buổi trưa hôm nay, tôi thừa dịp công ty không có việc gì để đến trường mẫu giáo đón con bé ra ngoài ăn cây FC. Kết quả nửa đường tôi chỉ đi vào nhà vệ sinh một chút, trở về đã phát hiện không thấy Nam Nam, tôi lập tức cho người tìm khắp cả bốn phía cũng vẫn không phát hiện bóng dáng của Nam Nam. Triệu Mỹ Tuyết hít sâu một hơi, cưỡng ép khống chế cảm xúc sắp sụp đổ của mình, giọng nói run rẩy. Nghe xong lời Triệu Mỹ Tuyết nói, Diệp Thu nhíu mày. Chẳng lẽ là bọn buôn người gây nên ư? Không thể nào, thậm chí bọn buôn người ở mấy thành phố gần Giang Châu gần đây cũng đã bị người của mình tiêu diệt toàn bộ. Ngay cả hang ổ cũng bị phá tan. Trong thời gian ngắn, hẳn là không ai dám làm nghề này nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Thu vội vàng hỏi, có camera giám sát không? chương 267, anh thử cúp máy lần nữa xem. Camera giám sát đều không thấy thật sao? Diệp Thu híp hai mắt suy nghĩ trong chốc lát, anh lập tức an ủi nói, cô Triệu, trước tiên cô đừng có gấp, đầu tiên chúng ta có thể xác định một chút, đối phương là có chuẩn bị có mục đích mà đến, nếu không thì camera giám sát của cây FC sẽ không vô duyên vô cớ hư mất. Điều này nói rõ đối phương đã chuẩn bị xong từ lâu, đã như vậy, vậy nhất định bọn họ dẫn tiểu nam nam đi là có mục đích. Cho nên hiện tại chỉ cần chờ đối phương liên lạc với cô là được rồi, đến lúc đó, cuối cùng bọn họ muốn đòi tiền, hay là muốn thứ gì khác, tất nhiên cô sẽ biết được. Nếu như bọn họ trực tiếp giết con tin thì sao? Tôi lo lắng nam nam sẽ. Triệu Mỹ Tuyết nói đến đây đã nghẹn ngào, hoàn toàn nói không được nữa. Cô Triệu, cô yên tâm, tiểu nam nam chỉ là một đứa trẻ, không hề có thủ oán gì với người khác, làm sao lại có người trực tiếp bắt con tin đi còn giết luôn chứ khả năng này cực kỳ nhỏ bé hầu như không có diệp thu vội vàng an ủi vậy liệu có phải là kẻ thù của tôi không triệu mỹ tuyết lo lắng nói gần đây cô có đắc tội với ai không diệp thu hỏi trong chuyện làm ăn thì đắc tội với người khác là không thể tránh được nhưng còn không đến mức lừa gạt rụ rỗ bắt con gái của tôi đi muốn nói kết thù sâu nhất chỉ sợ là tiêu thần triệu mỹ tuyết vừa nhớ lại vừa nói tiêu thần à diệp thu híp hai mắt anh diệp sẽ không phải thật sự là tiêu thần chứ bản tính người này nóng nảy nhưng chuyện gì cũng có thể làm được huống chi trước đó ở nhà hàng ra thế chúng ta đã làm anh ta chật vật như vậy nhất định anh ta sẽ trả thù triệu mỹ tuyết lập tức vô cùng lo lắng nếu thật là anh ta vậy chúng ta cũng không cần lo lắng như thế bởi vì anh ta không cần thiết lấy một đứa bé ra chút giận chỉ sợ đối tượng mà anh ta muốn trả thù là cô hoặc tôi cho nên nếu tiểu nam nam ở trong tay anh ta tạm thời sẽ an toàn sau đó chỉ cần đợi anh ta liên hệ với chúng ta thôi diệp thu phân tích nói thật sự nam nam không có chuyện gì sao triệu mỹ tuyết vẫn rất lo lắng hỏi cô triệu xin cô yên tâm nhất định nam nam sẽ không có chuyện gì tôi ở bên này sẽ hỏi thăm bạn bè một chút một khi có tin tức tôi sẽ lập tức liên lạc với cô mà trong khoảng thời gian này cô nhất định phải chăm sóc mình cho tốt đừng đau lòng quá độ nhất định phải giữ gìn thân thể cô cũng không hy vọng trước khi nam nam trở về cô bé lại phải vào bệnh viện thăm cô đâu nhỉ diệp thu an ủi nói được rồi anh diệp nhất định tôi sẽ điều chỉnh tốt cảm xúc của mình chuyện của nam nam đã làm phiền anh triệu mỹ tuyết vội vàng nói không có việc gì diệp thu mỉm cười lập tức hai người cúp điện thoại Diệp Thu cầm điện thoại di động do dự trong chốc lát, chuẩn bị gọi điện thoại cho Âu Dương Hảo để anh ta đi hỗ trợ điều tra chuyện này một chút. Lấy năng lực tổ chức của anh ta, không được bao lâu là có thể tìm thấy chỗ của TT Yểu Nam Nam. Nhưng mà ngay lúc Diệp Thu vừa mới tìm thấy số điện thoại di động của Âu Dương Hạo, anh đang chuẩn bị gọi đi thì đột nhiên có một dãy số xa lại gọi đến. Nhìn dãy số xa lạ ở trên màn hình, Diệp Thu nhíu mày nhận nghe điện thoại. Alo, là Diệp Thu sao? một giọng nói máy móc đã trải qua biến âm truyền ra từ trong điện thoại anh là ai diệp thu híp hai mắt nhàn nhạt hỏi ha 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 tôi là ai anh con mẹ nó không cần phải để ý đến thằng cờ hó nếu như ông đây không đoán sai hiện tại thằng danh như anh đang tìm một cô bé tên là triệu y nam ông đây nói không sai chứ giọng nói máy móc đầy tự tin nói trong giọng nói vô cùng đắc ý và phách lối há thật không thú vị chút nào anh nói sai rồi Diệp Thu vốn không chịu thua trước giọng nói máy móc kia, anh không nói hai lời đã trực tiếp cúp điện thoại. Vừa qua khỏi hai giây, dãy số xa lạ kia lại gọi đến lần nữa. Diệp Thu ấn nhận nghe điện thoại. Diệp Thu, mà cha mày, con mẹ nó cúp điện thoại của ông đây là có ý gì? Chẳng lẽ anh thật sự không định quản chết sống của cô bé này thật sao? Giọng nói máy móc có chút phẫn nộ quát. Vốn dĩ tôi cúp điện thoại của anh là bởi vì con người anh không hiểu quy tắc, dùng biến đổi giọng nói còn chưa tính, anh còn giấu giếm thân phận của mình. Và lại lời nói và thái độ còn ác liệt như thế, tôi với anh còn có thể kết nối hay sao? Diệp Thu cười lạnh hỏi. Diệp Thu, con mẹ nó anh bất chảnh lại đi. Hiện tại Triệu Y Nam đang ở trong tay của tôi, đây chính là con gái của người tình Triệu Mỹ Tuyết của anh. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, cô bé sẽ lập tức ngỏm củ tỏi, có giỏi anh hãy cúp điện thoại một lần nữa xem. Có gan anh cứ cúp đi, tôi cho anh mượn ba lá gan, mẹ nó, ông đây còn không tin không trị được anh. Giọng nói máy móc cực kỳ phách lối kêu gào. Tốt tú, Diệp Thu trực tiếp cúp điện thoại. Lần này, dãy số xa lạ kia ngừng một phút mới gọi tới một lần nữa. Chắc hẳn anh ta cũng bị hành vi tắt điện thoại vừa rồi của Diệp Thu làm cho khiếp sợ đến ngây ngẩn cả người. Điện thoại vừa được kết nối. Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói máy móc cực kỳ phẫn nộ giống lên, Diệp Thu, anh còn dám cúp điện thoại của ông đây, có phải anh thật sự cho rằng tôi không dám giết con tin không? Là anh bảo tôi cúp mà, và lại nếu anh muốn giết con tin là anh đã sớm giết, anh cũng không cần phải nói nhiều lời vô ích với tôi như vậy. Diệp Thu móc móc lỗ tai, bình tĩnh tự nhiên nói. Anh, được được được, thằng danh như anh có gan, ông đây chịu đựng anh được rồi. Nhưng tôi không cho phép anh lại cúp điện thoại của tôi nữa, tôi có việc muốn nói với anh. Mất một lúc lâu mà giọng nói máy móc cũng không có cách gì với Diệp Thu, anh ta chỉ có thể hạ thấp tư thế, nhẫn nại thương lượng. Nói như vậy sớm hơn là được rồi, làm gì lãng phí nhiều nước bọt như vậy chứ? Khóe miệng của Diệp Thu có chút cong lên, vẻ mặt thích ý nói. Không phải bây giờ anh đang tìm một cô bé tên là Triệu Y Nam sao? Bây giờ cô bé đang ở chỗ của tôi, nếu anh muốn cứu cô bé thì hãy lập tức tới địa chỉ mà tôi nói. Hiển nhiên giọng nói máy móc cũng sợ Diệp Thu lại tắt điện thoại cho nên anh ta cũng không vòng vèo gì nữa mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Thật ngại quá, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Diệp Thu thản nhiên nói. Anh con mẹ nó sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Bảo anh đến, anh cứ tranh thủ thời gian đến không được à? Còn muốn hỏi gì nữa, anh nghĩ ông đây là người giải đáp 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Giọng nói máy móc hơi không kiên nhẫn quát. Xin chú ý thái độ của anh, nếu không tôi sẽ trực tiếp tắt điện thoại diệp thu híp híp hai mắt lạnh lùng nói đừng 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 diệp thu anh đừng tắt điện thoại mới vừa rồi là thái độ của tôi không tốt tôi xin lỗi anh anh muốn hỏi vấn đề gì cứ hỏi chắc chắn tôi sẽ trả lời giọng nói máy móc lập tức bị dọa sợ vội vàng chịu thua nói chỉ sợ anh ta là người đàm phán thất bại nhất trong đám bắt cóc bình thường đều là bọn cướp uy hiếp đàm phán đối tượng nhưng giọng nói máy móc thì hay rồi ngược lại anh ta còn bị diệp thu uy hiếp thật sự là buồn cười, tôi rất tò mò, nếu anh đã bắt cóc Triệu Y Nam, vì sao không liên hệ mẹ của cô bé là Triệu Mỹ Tuyết? Thế mà anh lại liên hệ với người không có chút máu ngủ nào là tôi, thậm chí tôi còn không phải người thân hay bạn bè của cô bé nữa. Khóe miệng của Diệp Thu có chút cong lên, cười lạnh hỏi. chương 268, xưởng sửa chữa ô tô bị bỏ hoang. Diệp Thu vừa nói ra những lời này. Giọng nói máy móc bên kia điện thoại lập tức dừng lại, sau đó anh ta lo lắng nói mày mày không phải là cái tên trai bao được con chó cái triệu mỹ tuyết bao nuôi đó sao chắc cái đồ con hoang triệu y nam kia cũng là của mày đúng không giống mày như đúc ha ha giọng điệu quen thuộc thế này tiêu thần đều là đàn ông nếu đã ra tay rồi tại sao lại phải lén lút như vậy diệp thu cười một cách lạnh lùng trêu đùa hỏi anh ta tiêu tiêu thần tiêu thần là ai tao không hiểu những gì mày đang nói rõ ràng giọng nói máy móc hơi luống cuống không hiểu thật không vậy thì tao phải cúp máy rồi thái độ này của mày như vậy thì tao nghĩ chúng ta cũng không có gì để nói với nhau đâu ngoặc kép khóe miệng diệp thu cong lên anh làm ra vẻ muốn cúp máy đừng 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 chờ một chút giọng nói máy móc vội vàng ngăn cản ngay lập tức đầu dây điện thoại bên kia im lặng trong vài giây ngay sau đó giọng nói của một người đàn ông vang lên trong điện thoại bây giờ mày đã hài lòng rồi đúng không diệp thu nghe giọng nói này diệp thu cũng lắc đầu cười anh không chút kinh ngạc nói quả nhiên là mày rồi cậu tiêu rõ ràng chủ nhân của giọng nói đó không phải ai khác mà chính là cậu chủ nhà họ tiêu người mà đã đụng độ với diệp thu trước đó tiêu thần hừ vẫn là thật sự không giấu nổi mày tiêu thần hừ lạnh anh ta có phần buồn bực được rồi bắt cóc nam nam là đang nhắm vào tao chứ gì khóe miệng Diệp Thu cong nhẹ, trên mặt anh lộ ra vẻ cân nhắc hỏi. Làm sao mày biết? Tiêu thần hơi sửng sốt, vì thế anh ta cũng ý thức nhận ra bản thân mình đã lỡ lời, cho nên anh ta nhanh chóng nói, không. Không có, Diệp Thu, mày đừng có suy nghĩ nhiều. Được rồi, tiêu thần, ngay từ lúc đầu mục đích của mày là gì đã rõ ràng lắm rồi, sao lại còn bảo tao nghĩ nhiều chứ? Nếu mày cứ giấu giấu giếm giếm như vậy, thì chúng ta không cần phải nói nữa. Diệp Thu khinh thường nói. Nếu tao đã không thể giấu giếm được mày, vậy được rồi, tao đây thừa nhận là vì mày đấy, làm sao nào? Mày có thể làm gì tao chứ? Tao đây định nhằm vào mày đấy, chính cái đồ không biết sống chết nhà mày đấy, nếu mày có giỏi thì đến cắn tao đây này. Thấy không thể giấu giếm Diệp Thu, tiêu thần đơn giản thẳng thắn buông mọi lời mà anh ta có và kêu gào ầm ý. Như thế này không phải hay hơn à, con người tao thích thẳng thắn nói chuyện, mày nói đi, làm sao thì mày mới thả cho nam nam đi diệp thu cong khóe miệng cười nhặt hỏi đợi lát nữa tao sẽ gửi địa chỉ cho mày chỉ cần mày tới tao sẽ lập tức thả con nhỏ đó ra tiêu thần lạnh lùng trả lời được rồi tao có thể đến đó nhưng mày phải đảm bảo với tao rằng trước khi tao đến không được làm tổn thương nam nam đừng có chọc cô bé khóc quản lý tốt cái miệng thối của mày đấy đừng có nói năng bậy bạ nếu không thì chắc là mày cũng biết hậu quả rồi đấy diệp thu híp hai mắt lại anh lạnh giọng nói ô mày thật sự quan tâm đến đứa con hoàng này đấy nhỉ xem ra đúng là mày và mẹ nó có một chân với nhau diệp thu đợi đấy có một số món nợ khi nào mày đến thì chúng ta từ từ tính với nhau nếu mày không sợ chết thì cứ đến đây tiêu thần cười lạnh lùng anh ta nghiến răng nghiến lợi nói chuyện đông phương giờ phút này anh ta cũng không sợ diệp thu sẽ không tới bởi vì anh ta biết rằng để cứu nam nam nhất định diệp thu sẽ đến ngay cả khi anh biết đó là một cái bẫy đợi đến khi tao đến tao sợ rằng mày sẽ không nghĩ như vậy nữa đấy tiêu thần nếu mày không muốn ở bệnh viện cả đời thì tao khuyên mày nên chủ động đưa nam nam về món nợ giữa hai chúng ta chúng ta sẽ tự mình tính toán đứa trẻ đó vô tội diệp thu nhàn nhạt nói tao con mẹ nó diệp thu mày nghĩ mày là ai hả làm màu với tao làm cái đếch gì mày bảo tao đây buông tay là tao đây phải buông tay hả tự cho mình là ông trời à mau ngoan ngoãn mà lăn đến đây cho tao đừng có dở trò quỷ nếu không mày cứ chờ đó mà nhận xác của đứa con hoang này đi tiêu thần khinh thường nói ngay lập tức anh ta thẳng tay cúp điện thoại nghe âm thanh ngắt kết nối phát ra từ điện thoại diệp thu bất lực lắc đầu cứ một mực không chịu tỉnh ngộ sau khi cả hai cúp máy Thời gian trôi qua khoảng một phút, Diệp Thu nhận được tin nhắn từ một số lạ, Diệp Thu, trong vòng một giờ nữa, hãy đến một xưởng sửa chữa ô tô bỏ hoang tên là Duyệt Sơn ở ngoại ô Giang Bắc, nếu không thì tự mà gánh lấy hậu quả. Nhớ kỹ đừng dở cho quỷ, một mình mày tới đi. Nếu như mày dám mang theo người thứ hai, vậy thì mày sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy đứa con hoang đó nữa. Sau khi đọc nội dung tin nhắn điện thoại, Diệp Thu cũng lắc đầu, sao trên thế giới này có thể có một người đàn ông hồ đồ và ngu ngốc đến thế bỏ rơi một người vợ hiền lành và một cô con gái đáng yêu như vậy cứ một mực muốn vợ con chia lìa không nói lại còn liên tục hành hạ và làm nhục mà không tin tưởng vào vợ của mình nữa thậm chí anh ta còn gọi máu thịt của chính mình là đứa con hoang loại cặn bã này thật sự không đáng sống trên đời này vì anh ta không hiểu làm thế nào để là một người đàn ông và một người cha tốt vì vậy hôm nay Diệp Thu chuẩn bị dạy cho anh ta một cách tử tế là phải làm thế nào. Sau khi xác định được vị trí địa điểm, Diệp Thu trực tiếp rời khỏi công ty và lái chiếc minibus đi về phía ngoại ô. Khi anh đang đi trên đường, Diệp Thu cũng tiện tay gọi điện cho Âu Dương Hạo và dặn dò anh ta một số thứ về. Xưởng sửa chữa ô tô Duyệt Sơn ở ngoại ô Giang Bắc. Xưởng sửa chữa ô tô này đã vỡ nợ với số tiền lớn vào những năm 1990 do quản lý kém ông chủ bỏ trốn cùng em dâu, công xưởng đóng cửa rồi bỏ hoang ở đây. Nháy mắt đã gần 30 năm, tuy nhiên, cho dù rất nhiều năm đã trôi qua, xưởng sửa chữa ô tô này vẫn trong tình trạng khá tốt. Nhà xưởng, sân tường và cổng lớn vẫn còn đó. Ngoại trừ cỏ dại mọc nhiều hơn xung quanh thì những nơi khác không có nhiều thay đổi. Chỉ là dù sao đây cũng là khu vực ngoại ô, vì vậy, về cơ bản thì bình thường sẽ không có ai đến đây mà vào tại thời điểm này bên trong nhà xưởng ở trung tâm của nhà xưởng có một vài bóng người đang đứng một trong số đó là cậu chủ nhà họ tiêu ở giang bắc tiêu thần bên cạnh tiêu thần vẫn còn một người khác đang đứng nếu diệp thua ở đây nhất định anh sẽ nhận ra người đó không phải ai khác mà chính là người cầm đầu của bang liệt hỏa bang phái số một giang bắc người này chính là hàn dương nhìn thấy tiêu thần cất điện thoại di động hàn dương vội vã nhìn tiêu thần khúm na khúm núm hỏi, cậu chủ tiêu, cậu đã thông báo cho cái tên Diệp Thu đó rồi hả? Ừ, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hiện tại anh ta đang trên đường tiến đến chịu chết rồi. Tiêu thần gật đầu, một nụ cười tự mãn xuất hiện ở khóe miệng anh ta. Ha ha ha, thế thì tốt quá rồi. Hôm nay chỉ cần tên đó dám tới đây, nhất định sẽ để cậu ta chết không có chỗ chôn. Hàn Dương hưng phấn nói sự căm thù của ông ta đối với Diệp Thua không kém gì tiêu thần. Ông ta vẫn nhớ rõ, đầu tiên thì Diệp Thu cho người phá hủy câu lạc bộ mát xa chân hoàng đế của ông ta, sau đó đập phá trụ sở câu lạc bộ hồng hạc của ông ta. Mà sau đó, trước mặt Diệp Thu, ông ta còn phải khom lưng khuỵu gối và chịu đựng sự sỉ nhục. chương 269, hai sự lựa chọn. 500 người phải không? Tốt lắm, Lần này tôi cũng huy động 50 tay đấm cao cấp đã trải qua đợt đào tạo ma quỷ từ nhà họ Tiêu chúng tôi đến. Họ đã được bố trí ở tất cả các ngóc ngách của nhà xưởng này, lúc nào cũng có thể nhận mệnh lệnh. Tiêu Thần cười lạnh nói. Nghe thấy những lời này, Hàn Dương vô thức liếc nhìn những góc khuất của khu nhà xưởng. Ông ta phát hiện ở mọi ngóc ngách đều có một bóng người vô cùng to lớn đang đứng. Cơ thể đó phải khỏe như bò rừng, toàn thân họ đều bao phủ bởi cơ bắp cuồn cuộn, khí thế đáng sợ. Hàn Dương chỉ nhìn lướt qua thôi mà trong lòng không khỏi hoảng sợ, ông ta cảm thấy áp lực chưa từng có từ những người đó. Bởi vì những cơ thể to lớn này thực sự quá mạnh mẽ rồi. Chỉ riêng cái khí thế đó đã không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Quả nhiên không hổ là những tay đấm cao cấp được nhà họ Tiêu dày công bồi dưỡng. Với thực lực này, e rằng một người có thể đánh được 20 người khác, mà chắc cũng chỉ như là đang chơi đùa thế thôi điều này làm cho ánh mắt hàn dương nhìn tiêu thần thay đổi trong nháy mắt ông ta càng thêm phần nể phục tiêu thần hoàn cảnh gia đình giàu có của nhà họ tiêu thật sự không phải thế lực bình thường nào có thể so sánh được chí ít giống như bang liệt hỏa của ông ta thì hoàn toàn không phải là đối thủ của nhà họ tiêu điều này cũng làm cho hàn dương bỗng nhiên cảm thấy may mắn trong lòng cũng may ông ta ôm được đùi to lớn này của nhà họ tiêu thế này chẳng phải sau này ông ta có thể đi ngang ở giang bắc hay sao cho dù là vương chu thái của Giang Bắc, ông ta cũng không cần để vào mắt. Nghĩ đến điều này, Hàn Dương vội vàng nhìn về phía tiêu thần, nịnh nọt anh ta, cậu chủ tiêu, người mà cậu đưa tới thực sự quá mạnh. Tôi sợ rằng cả 500 người của tôi cũng không bằng 50 người của cậu. Với tình hình này thì nhất định cái tên Diệp Thu kia chết chắc rồi. Hừ, Diệp Thu chính là một tên rác rưởi vô dụng đến ở rể nhà người khác, ỉ vào bản thân có tí sức mạnh là đã không để tôi đây vào mắt, anh ta sẽ mãi mãi không biết rằng trên cái thế giới này, lai lịch quan trọng như thế nào, anh ta dám đắc tội với tôi, đó chính là quyết định ngu ngốc nhất mà anh ta đã từng làm trong cuộc đời của anh ta đấy. Tiêu thần cười lạnh, vẻ mặt vô cùng khinh thường nói. Đúng vậy, cậu chủ tiêu nói đúng, đợi lát nữa cái tên Diệp Thu đó tới, chắc chắn sẽ hết hy vọng cho coi. Với kỹ năng mèo quào của cậu ta, tôi đoán rằng chỉ cần đám tay đấm mà cậu dẫn theo ra tay, cậu ta sẽ bị đánh đến quẻ ngay lập tức hàn dương vội vàng gật đầu cười lấy lòng tiêu thần nói đó là điều chắc chắn tiêu thần cười rất tự tin sau đó nhìn hàn dương nói để người của ông cũng chuẩn bị sẵn sàng đi đợi lát nữa tôi muốn tất cả cùng xông ra tôi muốn cái tên diệp thu kia thật sự cảm nhận được hai chữ tuyệt vọng tôi hiểu rồi hàn dương chế nhạo gật đầu bùm mà tại thời điểm này bỗng nhiên có một tiếng động lớn đột ngột vang lên Cánh cổng của nhà xưởng ở trong tình trạng không tu sửa nhiều năm đã bị một chiếc xe màu trắng đâm vào phá hỏng, rồi bị mở ra từ bên ngoài. Một số thành viên của bang liệt hỏa đang làm nhiệm vụ canh cổng bị dọa tới mức hoảng sợ, ngay lập tức họ cầm cây gậy bóng chảy trên tay và đập mạnh về phía chiếc xe, cố gắng ngăn chiếc xe lại. Tuy nhiên, chiếc minibus đó hoàn toàn không để ý đến những người này, nó trực tiếp tăng tốc, lao thẳng đến cửa trước của nhà xưởng, rồi dừng lại. Cửa xe được mở ra, Diệp Thu nhảy ra khỏi xe. Cảnh này khiến Tiêu Thần và Hàn Dương đang đứng trong nhà máy nhìn mà giật mình. Khi hai người nhìn rõ mặt người đến là ai, khóe miệng họ đều gợi lên một tia khinh thường. Một nhóm lớn gồm các thành viên tinh nhuệ của bang Liệt Hỏa lao lên từ hai phía và bao vây quanh Diệp Thu. Đối mặt với một trận chiến lớn như vậy, Diệp Thu chẳng những không hề hoảng sợ, mặt anh không gợn sóng, lấy điếu thuốc từ trong túi ra, châm điếu thuốc rồi đưa vào trong miệng chẳng coi ai ra gì mà hít vào rồi thổi ra một làn sương mù. Nhìn thấy cảnh này, một ánh nhìn sắc bén lóe lên trong mắt những thành viên bang liệt hỏa. Sau đó, ai đó đã nhấc vũ khí trong tay lên và chuẩn bị tấn công Diệp Thu. Để cho anh ta vào trước đi. Mà tại thời điểm này, Hàn Dương lại vẫy tay về phía ngoài nhà xưởng, mở miệng nói. Nghe thấy những lời này, những thành viên của bang liệt hỏa chỉ có thể thu tay lại, tản sang hai bên, nhường chỗ cho Diệp Thu đi nhìn thấy cảnh tượng như vậy diệp thu không nói nhiều ngậm điếu thuốc trong miệng mặt anh không cảm xúc đi về phía nhà xưởng các thành viên của bang liệt hỏa đi ngay bên cạnh diệp thu chỉ cần hàn dương ra lệnh bọn họ sẽ không do dự mà ra tay với diệp thu cứ như vậy dưới con mắt của một nhóm thành viên của bang liệt hỏa diệp thu đi đến trước mặt tiêu thần và hàn dương diệp thu không ngờ mày thật sự không sợ chết mà dám tới đây nếu mày đã dám tới vậy thì coi như nể mặt phần can đảm này của mày lát nữa tao sẽ bất hành hạ mày một chút hàn dương nhìn diệp thu với vẻ mặt diễu cợt trong mắt anh ta diệp thu cũng chả khác gì so với người đã chết diệp thu ngậm điếu thuốc liếc hàn dương một cái khóe miệng cong lên không ngờ chuyện này lại liên quan đến ông còn nhớ lần trước tôi đã nói gì với ông không đương nhiên nhớ rõ cậu nói gì với tôi không phải cậu nói cái gì mà nếu tôi còn dám khiêu khích cậu nữa thì cậu sẽ hủy bang liệt hỏa của tôi đúng không hàn dương khinh thường nói ông vẫn còn nhớ vậy thì cũng dễ dàng xử lý rồi giờ tôi thông báo cho ông biết từ nay về sau ở giang bắc sẽ không còn bang liệt hỏa diệp thu nhàn nhạt nói giọng điệu của anh cứ như thể anh đang nói về một điều nhỏ nhặt vô cùng bình thường vậy nghe xong những gì diệp thu nói hàn dương sửng sốt một chút sau đó ông ta ngẩng đầu lên khinh thường cười lớn ha 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 diệp thu cậu thật sự rất biết kể chuyện cười đấy, với tài ăn nói thế này, sao cậu không đi kể chuyện cười đi? Còn nói cái gì mà Giang Bắc không có bang liệt hỏa, sợ là cậu còn chưa hình dung được tình hình hiện tại của mình rồi. Không ngại nói cho cậu biết, giây phút bước vào xưởng sửa chữa ô tô này, cậu đã bị bao vây xung quanh, hôm nay là ngày chết của cậu đấy, còn nơi này là nghĩa địa của cậu, đã hiểu chưa? Còn dám uy hiếp tôi sao, tôi phỉ nhổ vào đấy. Có vẻ như những gì xảy ra câu lạc bộ Hồng Hạc lần trước vẫn không khiến ông nhớ đời rồi. Lẽ nào được sống không tốt sao? Diệp Thu lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Diệp Thu, con mẹ nó, bớt ở đó giả vờ đi, lần trước tôi chờ tay không kịp, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tuyệt vọng là gì. Cậu hãy chờ chết đi. Hàn Dương liếc Diệp Thu một cái, khinh thường nói. Được, tôi đợi ông. Diệp Thu mỉm cười gật đầu sau đó quay đầu nhìn tiêu thần bên cạnh nhàn nhạt nói tao đã tới rồi nam nam đâu có thể thả cô bé được chưa đừng có vội diệp thu trò chơi vừa mới bắt đầu tại sao mày lại muốn kết thúc vội vàng như vậy chứ tiêu thần cười lạnh kiêu ngạo nói ồ mày muốn chơi như thế nào diệp thu liếc mắt một cái nhàn nhạt hỏi rất đơn giản thôi bây giờ trước mắt mày có hai sự lựa chọn chương 270, cuối cùng đã đến lúc nghe tiêu thần nói xong. Diệp Thu nheo hai mắt. Rõ ràng tiêu thần đình dùng mạng sống của nam nam để đe dọa anh, muốn ép bản thân anh vào khuôn khổ. Không thể không nói là người này vẫn có chút đầu óc. Anh ta biết rõ là chắc chắn mình sẽ không ngoan ngoãn thỏa hiệp, cho nên cố tình giấu nam nam, dùng cô bé để uy hiếp mình, khiến mình sợ ném chuột vỡ đồ, không dám ra tay. Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Thu hiện lên một tia sáng lạnh. Từ trước đến nay hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà cái tên tiêu thần này lại dùng mạng sống của con gái ruột để uy hiếp người khác. Người như vậy thì đừng nói không xứng đáng làm ba, ngay cả làm người cũng không xứng. Quả thật còn không bằng xúc vật, chẳng qua Diệp Thu cũng không trực tiếp ra tay, bởi vì trước mắt vẫn chưa xác định được an toàn của Nam Nam. Một khi anh ra tay, rất có thể sẽ làm hại Nam Nam. Cho nên anh đang đợi, đợi một cơ hội có thể ra tay. Hít một hơi sâu, diệp thu nhìn tiêu thần thản nhiên nói cần gì chứ tôi đã đến đây anh cứ giam giữ nam nam cũng không có ý nghĩa gì không bằng trước hết thả cô bé ra sau đó giải quyết mâu thuẫn của chúng ta chắc chắn tôi sẽ không đi anh yên tâm tới đây à diệp thu anh thật sự nghĩ tôi mốc sao thả đứa con hoang kia thì anh có thể bắt đầu phản kháng mà không cần kiêng kỵ chút nào nhưng có đứa con hoang kia anh chỉ có thể nghe lời tôi đạo lý đơn giản như vậy tôi vẫn có thể hiểu được mà Tiêu thần liếc mắt nhìn Diệp Thu một cái, vẻ mặt xem thường nói. Anh thích cho mình chút nước đi, cô bé kia chính là con gái ruột của anh mà. Diệp Thu trầm giọng nói. Láo tuét, còn chưa biết có phải con ruột của tôi hay không đâu, ai biết con đĩ triệu Mỹ tuyết kia vụng trộm sinh con với tên khốn nạn nào chứ. Hơn nữa cho dù là con ruột của tôi thì sao, tiêu thần tôi thiếu phụ nữ sao, muốn có con thì tùy tiện tìm một người sinh là được. Tiêu thần cực kỳ vô liêm sỉ nói lời nói này quả thật như xét đánh ngang tai. Diệp Thu thật sự không nghe nổi nữa, dùng giọng điệu lạnh lùng nói, tôi vẫn muốn dùng cách của con người để trao đổi với anh, nhưng sau đó tôi đã phát hiện là tôi sai rồi, bởi vì vốn dĩ anh không phải con người. Bớt nói những lời vô nghĩa với tôi đi. Diệp Thu, tôi cho anh 30 giây để suy nghĩ, nếu xong 30 giây mà anh còn không quỳ xuống dập đầu xin tha thứ, tôi đây lập tức kêu người bóp chết đứa con hoang kia. Tiêu thần đảo mắt khinh thường, cắn răng, hung dữ nói. Lập tức, anh ta trực tiếp bắt đầu tính thời gian. Diệp Thu nhíu mày, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Mà trong lòng anh đang suy nghĩ cách đối phó. Nam Nam đã đủ đáng thương rồi, anh không muốn để Nam Nam lại phải chịu tổn thương gì nữa. Nếu không, anh cũng không còn cách nào quay về nói rõ với Triệu Mỹ Tuyết. Nhưng mà chuyện bây giờ quá khẩn cấp. Ngoại trừ tìm được chỗ của Nam Nam thì thật sự không còn biện pháp giải quyết nào khác mắt thấy thời gian trôi qua từng giây từng giây. 30 giây suy nghĩ của tiêu thần cho đã sắp hết. Nhưng Diệp Thu vẫn như vậy, chưa nghĩ ra được cách nào khiến đôi bên vẹn toàn. Điều này khiến người luôn bình tĩnh như anh mà giờ phút này cũng không khỏi bắt đầu lo lắng cho tình hình của Nam Nam. Bởi vì với độ tàn nhẫn của tiêu thành, chỉ cần lát nữa mình không quỳ xuống, chắc chắn anh ta sẽ xuống tay độc ác với Nam Nam. Điều này khiến Diệp Thu nhíu chặt chân mày nhìn thấy một màn này. Trên mặt tiêu thần và hàn dương tràn ngập vẻ tươi cười hả hê. Bọn họ thật sự rất thích nhìn bộ dạng rối rắm buồn phiền của Diệp Thu ngay lúc này. Trong nháy mắt, 30 giây đã hết. Đến giờ rồi. Tiêu thần lạnh lùng cười nhìn Diệp Thu, vẻ mặt đắc ý hỏi, Diệp Thu, nói thế nào? Suốt cuộc anh vẫn không quỳ, nếu anh không quỳ xuống, tôi đã có thể trực tiếp khiến cấp dưới của tôi ra tay với đứa con hoang kia. Diệp Thu nhíu chặt chân mày không nói gì anh vẫn đang chờ mà tiêu thần nhìn thấy diệp thu không có động kính trong mắt cũng hiện lên vẻ độc ác cười lạnh nói tối lắm diệp thu anh điên rồi anh đã không chịu buông bỏ sự tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ tôi đã cũng chỉ có thể tiễn đứa con hoang kia nhớ kỹ tôi đã cho anh cơ hội đây chính là do anh không muốn cứu cô bé không trách tôi được nói xong tiêu thần trực tiếp lấy di động của mình gọi điện cho cấp dưới của mình thông báo cho họ động thủ nhưng đúng lúc này điện thoại di động của diệp thu cũng vang lên nghe tiếng chuông di động quen thuộc kia chân mày đang nhíu chặt của diệp thu lập tức giãn ra trong mắt chợt lóe sáng anh đã chờ cú điện thoại này từ lâu lắm rồi diệp thu không chút do so dự vội vàng lấy di động của mình ra không phải ai khác mà đúng là âu dương hạo gọi tới diệp thu vội nhận điện thoại đại ca đã tìm được triệu y nam hơn nữa đã giải cứu an toàn Đến một sợi tóc cũng không bị tổn hại, anh có thể yên tâm." Âu Dương Hạo cười nói. Nghe thấy những lời này, khóe môi Diệp Thu gợi lên một nụ cười lạnh. Cuối cùng cơ hội ra tay đã đến, trước khi xuất phát đến nhà xưởng bỏ hoang này, anh đã gọi điện trước cho Âu Dương Hạo, dặn dò Âu Dương Hạo để cậu ta đích thân tìm kiếm vị trí của Nam Nam. Nếu đã biết Nam Nam là do Tiêu Thần bắt, như vậy sẽ không quá khó khăn khi sử dụng lực lượng của tổ chức để tiến hành tìm kiếm. Cho nên khi diệp thu tiến vào xưởng sửa chữa ô tô bỏ hoang thì đồng thời âu dương hạo cũng đang trên đường nghĩ cách cứu nam nam hai người gần như tiến hành cùng một lúc nhưng vừa rồi diệp thu vẫn khăng khăng chờ tin tốt của âu dương hạo cuối cùng bây giờ anh đã đợi được như vậy đã không còn phải lo lắng với chuyện của nam nam nữa anh cũng có thể ra tay không chút kiêng kỵ được tôi biết rồi diệp thu gật đầu lập tức ngắt điện thoại ngẩng đầu nhìn về phía tiêu thần và hàn dương ánh mắt lạnh như băng kia khiến cho cả hai người không tự chủ được mà run lên. Nhưng đúng lúc này, di động trong tay của tiêu thần đột ngột vang lên. Điều này khiến tiêu thần hơi sửng sốt, lập tức nhận điện thoại, nghi ngờ nói chuyện gì. Cậu, cậu tiêu, đột nhiên nơi này của chúng ta bị tấn công, cô bé kia đã bị người ta cứu đi. Người bên kia điện thoại run rẩy nói. Nghe thấy những lời này, trong nháy mắt, sắc mặt tiêu thần thay đổi, cắn răng trầm giọng hỏi cậu nói cái gì nói, nói lại lần nữa cho tôi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 271, các người đã bị bao vây. Cút con mẹ cậu cho tôi, rác rưởi là rác rưởi, xúc vật mà dám kiếm cớ với tôi. Các người cứ chờ đó cho tôi, chờ thôi trở về, thế nào cũng phải lột ra rút gân đám vô dụng các người. Tiêu thần cực kỳ tức giận quát. Dĩ nhiên ngay giờ phút này, vì nam nam bị người cứu đi nên anh ta đã hoàn toàn mất đi lý trí, sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Ngay lập tức, tiêu thần tức giận trực tiếp ngắt di động, hung hăng đập di động xuống đất vỡ nát. Nhưng mà, điều này vẫn khó có thể giải trừ được mối hận trong lòng anh ta. Hai mắt tiêu thần trừng Diệp Thu, sắc mặt tối tăm và giữ tận hỏi, Diệp Thu, có phải anh phái người làm hay không? Phải thì sao, không phải thì sao? Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, vẻ mặt đầy ẩn ý hỏi. Hừ, anh cho rằng cứu đứa con hoang kia đi thì tôi sẽ không làm gì được anh sao anh biết bên trong nhà xưởng này có bao nhiêu người mai phục không anh cho rằng hôm nay chính mình có thể sống sót bước ra ngoài à đừng có mơ tiêu thần hừ lạnh một tiếng trừng mắt nhìn diệp thu lạnh lùng nói tiêu thần anh có biết khuyết điểm lớn nhất của con người anh là gì không diệp thu cười lạnh nói cái gì sắc mặt tiêu thần tối tăm hỏi anh luôn nghĩ chính mình có thể khống chế toàn bộ cục diện luôn cảm thấy mình nắm trong tay tất cả mọi thứ nhưng lại liên tiếp bị mất mặt buồn cười nhất chính là anh vẫn luôn không nhớ sai đây mới là chính là điểm ngu ngốc nhất của anh vẻ mặt diệp thu khinh thường nói a khốn khiếp từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám nhục nhã tiêu thần tôi như vậy diệp thu nếu hôm nay tôi không lột ra rút gân anh thì tôi không phải người họ tiêu tiêu thần ngửa mặt lên trời thét dài cực kỳ tức giận quát lúc này anh ta cũng không quan tâm nhiều như vậy trực tiếp hạ lệnh với những tay đấm cao cấp đang ẩn trốn trong góc đừng đứng đó xem nữa tất cả đều ra đây cho tôi tiêu thần ra lệnh một tiếng trong góc bí mật của nhà xưởng bắt đầu lần lượt xuất hiện những người đàn ông lực lưỡng mặc áo đen ngắn tay vừa nhìn đã biết là những tên lực lưỡng đó có thân thủ không tầm thường bước đi nhịp chân mạnh mẽ vững vàng đanh thép tuyệt đối đã từng chịu sự huấn luyện chuyên nghiệp thấy vậy vẻ mặt tiêu thần hài lòng gật đầu lập tức nói với Hàn Dương bên cạnh, bang chủ Hàn Dương, ông còn chờ cái gì? Hiểu rồi. Hàn Dương cười đắc ý, trực tiếp huyết sáo một cái. Ngay lập tức, hàng loạt thành viên tinh nhuệ của bang liệt hỏa cầm vũ khí trong tay, từ bên ngoài nhà xưởng sông vào giống như thủy triều, đông nghẹt, ít nhất cũng phải mấy trăm người. Cũng may là nhà xưởng này đủ lớn, cũng đủ rộng, có thể chứa được nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời, những thành viên tinh nhuệ đã vây quanh Diệp Thu chật như nêm cối. Chỉ cần Hàn Dương ra lệnh một tiếng, chắc chắn bọn họ sẽ không chút do so dự xông về phía Diệp Thu. Nhìn tình hình của đối phương, Diệp Thu cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt đầy ẩn ý hỏi, thế nào, tính lấy nhiều hiếp ít à? Ha ha, Diệp Thu, hôm nay tôi chính là lấy nhiều hiếp ít đấy. Bên này của chúng tôi, ít nhất cũng có 500 đến 600 người, mà bên phía anh thì sao? Một mình anh sao? chúng tôi nhiều người vậy, mỗi người phun một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết anh. Tôi hỏi anh, bây giờ đã hết hy vọng chưa? Hả, ha ha ha. Vẻ mặt tiêu thần đắc ý, ngửa đầu cười to nói, trên mặt đầy dẫy sự kiêu ngạo và hả hê. Bởi vì anh ta cho rằng, giờ phút này, Diệp Thu cũng không khác gì một người chết. Dù nói thế nào, anh ta cũng không tin Diệp Thu có thể dùng sức mạnh của một người, một mình chống lại mấy trăm người bọn họ, Huống chi những người này cũng không phải người thời. Trong đó có tay đấm cao cấp của nhà họ tiêu bọn họ chuyên môn bồi dưỡng. Còn lại là thành viên tinh nhuệ của bang liệt hỏa. Đều thật sự có thể lấy một trọi người. Chỉ dựa vào một người Diệp Thu, cho dù là mệt chết cũng chắc chắn không đánh lại. Cho nên giờ phút này, tiêu thần cảm thấy Diệp Thu chết chắc rồi. Diệp Thu, cậu có sợ không? Tôi hỏi cậu có sợ không? Đây là kết cục vì cậu đã đồng thời đắc tội với cả bang liệt hỏa và nhà họ tiêu bị nhiều người vây quanh đánh như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng kích thích nhỉ. Ha ha ha, Hàn Dương cũng bày vẻ mặt hả hê rêu rao nói. Nghe lời nói của hai người, Diệp Thu lắc đầu, vẻ mặt trêu tức nói, tuy rằng bình thường tôi thường xuyên hành động một mình, nhưng các người sẽ không thật sự cho rằng tôi chỉ có một người chứ. Hả, anh có ý gì? Tiêu thần và Hàn Dương lập tức sửng sốt, đột nhiên không hiểu được ý của Diệp Thu. Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, thản nhiên nói, hôm nay tôi mặc bộ vest mà vợ tôi mua cho tôi nên không muốn làm bẩn, các người giúp tôi dọn dẹp đống rác rưởi này đi. Diệp Thu nói lời này như đang nói lầm bầm, hoặc cũng là đang nói với người khác. Điều này khiến trên mặt của Tiêu Thần và Hàn Dương tràn ngập sự nghi ngờ. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe, vù vù vù. Mười cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, dừng xung quanh Diệp Thu. Những người này đều mặc trang phục màu đen, trên đầu còn mang bịt mặt, từ đầu đến cuối không thể thấy rõ mặt họ, mà trong tay của một người trong số 10 người che mặt đó còn mang theo một cái ghế dựa. Sau khi đứng vững trên đất, anh ta vội cầm cái ghế trong tay ra phía sau Diệp Thu. Diệp Thu xem cũng chẳng thèm nhìn mà trực tiếp ngồi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Thần, còn có đám người Hàn Dương đều suýt nhìn đến choáng váng. Tình huống gì đây? 10 người che mặt này từ đâu tới? Phải biết rằng Giờ phút này bên người Diệp Thu đã bị các thành viên tinh nhuệ của bang Liệt Hỏa vây chật như nêm cối, ngay cả chuột cũng không chui vào được. Sao 10 người sống to lớn kia lại có thể xuất hiện bên cạnh Diệp Thu như thế? Điều này khiến cho Tiêu Thần và Hàn Dương hoàn toàn không hiểu được. Diệp Thu nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tiêu Thần và Hàn Dương, khóe môi gọi lên một vẻ tươi cười đầy ẩn ý, thản nhiên nói, nói cho các người một tin xấu, các người đã bị người của tôi bao vây từ bỏ chống cự có lẽ còn có một con đường sống nghe lời diệp thu nói đầu tiên tiêu thần sửng sốt lập tức hung hăng lườm diệp thu một cái vẻ mặt khinh thường châm biếm nói ha ha ra vẻ cái gì chứ mười người của anh cộng thêm anh là mười một người còn muốn bao vây mấy trăm người chúng tôi sao sợ không phải anh đang làm trò cười chứ đúng vậy diệp thu cậu không phải bị nhiều người của chúng tôi dọa đến ngu chứ bắt đầu nói nhảm rồi thật buồn cười ha ha ha. Hàn Dương cũng cười lớn, châm chọc nói. Diệp Thu lắc đầu cười mà không nói gì. Được rồi, nói lời vô nghĩa với thứ không biết sống chết là gì thế này cũng chẳng có gì hay, đánh tàn phế trước rồi nói sau. Vẻ mặt tiêu thần khinh thường liếc Diệp Thu một cái. Lập tức, anh ta vẫy tay một cái với 50 tay đấm cao cấp phía sau, hạ lệnh nói, sông lên cho tôi, không cần nương tay, đánh chết. Gió! sau khi tay đấm cao cấp nghe thấy mệnh lệnh của tiêu thần, không nói thêm lời nào, trực tiếp xông về phía Diệp Thu. chương 272, tốc độ quá chậm. Đây có thể nói đây là một trận chiến tranh lệch về số lượng, bên Diệp Thu chỉ có 10 người, mà bên Tiêu Thần và Hàn Dương cộng lại cũng sắp xỉ 600 người. Tranh lệch khoảng 60 lần đấy. Trước khi trận chiến bắt đầu, không mấy ai cảm thấy bên của Diệp Thu có thể thắng. Hai bên nhanh chóng xông vào nhau. Á, à. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Tiêu Thần và Hàn Dương đứng ở vòng ngoài, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, khóe miệng đều lộ ra một nụ cười đắc ý. Mặc dù hai người đứng ở phía ngoài cùng của đám người, không thấy được chuyện xảy ra bên trong, nhưng hai người có thể khẳng định 100% là chắc chắn những tiếng kêu gào thảm thiết đó là người của Diệp Thu. Dù sao thì cho dù 10 tên kia có mệt chết cũng không thể chống lại nổi đội quân mấy trăm người, mà chỉ cần 10 tên kia gục xuống một cái, chỉ còn lại Diệp Thu chắc chắn sẽ bị nhấn chìm trong đám người trong nháy mắt. Thậm chí giờ phút này, trong đầu tiêu thần và Hàn Dương đã hiện lên đủ loại hình ảnh khi Diệp Thu bị đàn em của mình đạp đến răng cỏ rơi đầy đất, kêu gào thảm thiết. Nghĩ tới đây, nụ cười đắc ý trên mặt hai người càng sâu thêm. À à à, nhưng mà đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết trong đám người bỗng trở nên thảm thương hơn, cứ từng tiếng một liên tiếp nhau. Tiêu thần và Hàn Dương đếm sơ qua một chút, ít nhất cũng phải có từ 2 đến ba chục tiếng hết thảm. Điều này khiến sắc mặt hai người thay đổi trong chớp mắt. Bởi vì bên phía Diệp Thu cũng chỉ có 10 người, sao có thể phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết như thế chứ? Mà lúc này, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn đang vang lên, hơn nữa càng rồn dập hơn. Tiêu thần và Hàn Dương vội đi sang một bên, tìm thấy một cái dương gỗ, đứng lên trên nhìn vào trong đám người. Vừa nhìn một cái, hai người đơ luôn tại chỗ. Chỉ thấy ngay chính giữa đám người, Diệp Thu vẫn bình yên vô sự ngồi trên ghế, cứ như người chẳng liên quan gì, lẳng lặng hút thuốc. Mà 10 tên bịt mặt kia ở trong đám người như hổ dữ lao vào bầy dê vậy. Chẳng cần biết tay đấm cao cấp hay thành viên tinh nhuệ gì hết, gần như là một chiêu đánh ngã một người, mới vừa xuất hiện trước mặt đã bị đánh bay ra ngoài ngay lập tức. Cho nên số người bên Tiêu Thần và Hàn Dương nhanh chóng giảm dần. Chỉ trong chốc lát như thế, đã có trên trăm người ngã xuống đất không dậy nổi. Mất hết sức chiến đấu Mà những người còn lại cũng bị 10 tên bịt mặt chèn ép Không thể nào chống đỡ nổi Nhìn một màn này Tiêu thần và Hàn Dương cũng sắp nhìn đến ngu luôn rồi Như thế này không khỏi mạnh quá đi Đây không phải là quay phim khoa học viễn tưởng đó chứ 10 người đánh mấy trăm người mà đối phương còn không có chút khả năng chống đỡ nào Còn có thể không hợp thói thường hơn một chút nữa không hả Vào giờ phút này Tiêu thần lại không nhịn được nhớ tới câu nói trước đó của Diệp Thu Mấy người đã bị tôi bao vây Lúc mới bắt đầu, tiêu thần còn rất khinh thường, cảm thấy đầu óc Diệp Thu đúng là có vấn đề Mười người bao vây 600 người, anh cũng thật không biết xấu hổ mà nói ra những lời này Bây giờ nhìn lại, không phải đầu óc Diệp Thu có vấn đề Mà là mười người bịt mặt này thật sự quá mạnh Đúng là có cảm giác như đang bao vây mấy trăm người bọn họ Diệp Thu ngồi giữa đám người vẫn mang vẻ mặt bình thản mà hút thuốc. Anh nhìn điếu thuốc lá sắp cháy hơn phân nửa kẹp giữa hai ngón tay mình, rồi lại liếc mắt nhìn người tên bịt mặt đang chèn ép mấy trăm người, không khỏi lắc đầu một cái, có chút không hài lòng nói, xem ra những ngày qua tôi không ở trong tổ chức, các cậu cũng không luyện tập chăm chỉ nhỉ. Thuốc lá này của tôi cũng sắp hết một nửa rồi mà các cậu mới giải quyết được hơn một trăm người, tốc độ này thật sự là quá chậm. Nếu điếu thuốc này của tôi hút xong, các cậu vẫn chưa thể đánh ngã hết tất cả mọi người xuống đất thì hẳn các cậu biết hậu quả rồi đấy." Lời này của Diệp Thu vừa nói ra, 10 tên bịt mặt như chiến thần trong đám người đều run lên bần bật, cứ như nghe được chuyện gì đáng sợ lắm vậy. Bọn họ vội quay đầu nhìn điếu thuốc lá đang bị kẹp giữa hai ngón tay Diệp Thu, phát hiện đã cháy hơn phân nửa. Dựa theo cái tốc độ này, nói cách khác chính là bọn họ chỉ còn lại không tới 2 phút nữa thôi mà số lượng những người còn lại trước mắt thì ít nhất cũng phải hơn 400 người đấy. Điều này khiến cho áp lực của bọn họ giờ phút này có thể nói là tăng lên gấp nhiều lần. Ngay lập tức, mỗi một người trong 10 tên bịt mặt đều như được tiêm máu gà vậy, đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, xông vào đám đông và di chuyển nhanh nhẹn, không dám lề mề chậm chạp một chút nào. Bởi vì nếu bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Thu Giao đúng hạn, vậy hậu quả đang chờ đợi họ sẽ vô cùng đáng sợ đừng nói là tự mình trải qua, cho dù bọn họ nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy ra đầu tê dại. Cho nên vào giờ phút này, bọn họ gần như dốc hết toàn bộ tốc độ của mình ra. Mà lần này, hoàn toàn chỉ khổ cho những tay đấm cao cấp và thành viên tinh nhuệ kia. Lúc đầu bọn họ đã không chống đỡ được thế tấn công của đám người bịt mặt, mà giờ đây 10 người đột nhiên trở nên mạnh mẽ và hung tàn hơn. Điều này khiến bọn họ càng kêu thảm thiết hơn nữa. Số lượng người giảm một cách nhanh chóng, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ này tiêu thần và hàn dương đứng cách đó không xa nhìn một màn này đã kinh sợ đến mức không nói nên lời giờ phút này trên mặt hai người ngoại trừ khiếp sợ cũng chỉ còn lại sợ hãi cuối cùng mấy tên này là quái vật gì vậy không khỏi bất bình thường quá đấy bây giờ đây hai người thật sự sắp khóc luôn mắt thấy thuốc lá giữa hai ngón tay diệp thu càng ngày càng ngắn đúng lúc diệp thu hút đến hơi cuối cùng mười tên bịt mặt kia cũng vừa vặn đánh ngã người cuối cùng xuống đất Đến nước này, đội quân của Tiêu Thần và Hàn Dương dẫn tới đã bị diệt sạch toàn quân, không còn ai có thể đứng nổi, tất cả đều nằm trên đất, kêu rên không ngớt. Nhìn bộ dạng kia, cho dù không chết cũng tàn phế cả đời. Mà sau khi giải quyết mấy trăm người này xong, 10 tên bịt mặt cũng nhanh chóng lui về sau lưng Diệp Thu. Diệp Thu liếc mắt nhìn đám người kêu rên đầy đất, sau đó quay đầu nhìn về phía những tên bịt mặt kia, vẻ mặt đầy ẩn ý nói cũng đúng giờ đó chứ. Nghe những lời này, mấy tên bịt mặt mà lúc nãy còn như chiến thần, không tài nào địch nổi, bây giờ cứ như trẻ con phạm sai lầm vậy, tất cả đều cúi đầu vô cùng xấu hổ. Mặc dù các cậu đánh bại đám người này đúng thời hạn, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng là các cậu đã nương tay. Từ sau lần này, các cậu chủ động tới đảo ma quỷ tiếp nhận rèn luyện. Nếu sau này còn để tôi thấy các cậu nương tay thì chắc hẳn các cậu đã biết hậu quả rồi nhỉ?" Diệp Thu vô cùng nghiêm khắc nói. "Tuân lệnh." 10 tên bịt mặt không dám có một câu oán hận nào, vội gật đầu. Mặc dù đảo ma quỷ cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng so sánh với việc chịu sự trừng phạt của Diệp Thu thì tới đảo ma quỷ rèn luyện đã coi như tốt lắm rồi. Điều này khiến 10 người đều thở phào nhẹ nhõm. Chương 273, nhổ cỏ tận gốc. Vào giờ phút này, trong mắt Diệp Thu không có một chút xíu tình cảm nào, chỉ có vô cùng vô tận lạnh lẽo và hơi thở chết chóc nồng nặc. Tiêu thần và Hàn Dương bị Diệp Thu nhìn chằm chằm như vậy thì toàn bộ tóc gáy đều dựng ngược lên giống như rơi vào hầm băng lung vậy. Mà ngay lúc này, Diệp Thu ném tàn thuốc trong tay xuống đất, dùng chân đạp tắt điếu thuốc rồi sau đó trực tiếp đứng dậy và đi về phía hai người. Thấy vậy, cả tiêu thần lẫn Hàn Dương đều sắp bị dọa tè ra quần. Phải biết nguyên nhân mà hôm nay hai người bọn họ dám gọi Diệp Thu tới đây là bởi vì ỷ lại mình có chỗ dựa, đó không phải ai khác mà chính là đàn em của chính mình. Nhưng mà bây giờ, tất cả đàn em của hai người đều đang nằm la liệt trên mặt đất. Chỉ dựa vào hai người bọn họ thì chắc chắn không phải là đối thủ của Diệp Thu. Dù sao chính bản thân hai người cũng từng đích thân được cảm nhận xem thực lực của Diệp Thu kinh khủng dường nào. Cho nên vào giờ phút này, hai người vô cùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Dưới ánh mắt hoảng sợ của hai người, Diệp Thu không nhanh không chậm đi tới trước mặt hai người, nở một nụ cười với hai người nhưng mà trong mắt của hai người thì nụ cười này chẳng khác nào nụ cười của ác ma bước ra từ âm phủ có thể sợ hãi bao nhiêu thì sợ hãi bấy nhiêu sắp dọa hai người đến phát khóc rồi diệp diệp thu anh muốn làm gì tiêu thần hít một hơi thật sâu thân thể run rẩy sắc mặt khó coi hỏi anh đoán thử xem khóe miệng diệp thu thoáng hiện ra một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa không phải anh định giết tôi chứ diệp thu tôi cá là anh không có gan làm như vậy cậu biết nhà họ tiêu đang đứng sau lưng tôi là một tồn tại thế nào sao? Đây chính là một trong bốn gia tộc lớn nhất thành phố Giang Châu. Tôi biết anh ở rể cho nhà họ Lâm, nhưng mà trước mặt nhà họ tiêu, nhà họ Lâm cũng chỉ như con kiến bé tẹo mà thôi. Tôi khuyên anh, tốt nhất anh đừng làm chuyện gì điên rồ, nếu không nhà họ Lâm cũng không thể bảo vệ anh được. Tiêu thần chừng mắt nhìn Diệp Thu, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Đúng vậy, Diệp Thu, tốt nhất cậu nên cân nhắc lại một chút, Vị này chính là cậu chủ của nhà họ Tiêu. Cậu hãy nghĩ lại xem nếu cậu động đến cậu ta thì sẽ có hậu quả thế nào. Một khi nhà họ Tiêu giận dữ, toàn bộ thành phố Giang Châu sẽ không còn nơi nào cho cậu đặt chân. Cậu và cả nhà họ Lâm đều sẽ rơi vào hoàn cảnh muôn đời muôn kiếp không thể khôi phục lại, bao gồm vợ của cậu là Lâm Thanh nhã cũng phải gặp họa theo. Hàn Dương đứng bên cạnh cũng vội vàng ra vẻ phụ họa. Bởi vì ông ta biết, Diệp Thu không e ngại mình cho nên bây giờ ông ta chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hy vọng vào nhà họ tiêu. Nhưng mà ông ta lại không biết rằng lời nói của mình đã vô tình đụng chúng vảy ngược của Diệp Thu, chọc chúng tổ ong vỏ vẽ. Ánh mắt Diệp Thu lập tức rét lạnh như băng, tầm mắt rơi vào người Hàn Dương, nói với vẻ mặt không cảm xúc, ông nhắc lại xem câu cuối mà ông vừa nói là gì. Tôi nói vợ của cậu là Lâm Thanh Nhã cũng sẽ gặp hòa. Chỉ cần cậu dám ra tay với cậu chủ tiêu, đến lúc đó cho dù vợ của cậu có quỳ xuống trước mặt cậu chủ tiêu để cầu xin tha thứ thì cũng chẳng có tác dụng gì biết chưa hàn dương trợn mắt nhìn diệp thu một cái rồi sau đó cười lạnh nói hiển nhiên là ông ta vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ha ha diệp thu lắc đầu cười một tiếng đột nhiên trong mắt chợt lóe lên tia sáng lạnh trực tiếp quăng một cái tát về phía hàn dương chát chỉ nghe một tiếng tát tai vang dội vang lên trong nháy mắt răng trong miệng hàn dương đều rơi sạch đi đôi với đó là máu từ trong miệng bay ra mà toàn thân ông ta xoay tròn tại chỗ rồi bay ra ngoài như con quay vậy lần này bay lên rồi văng ra xa mấy chục mét sau khi rơi xuống đất hàn dương nằm trên đất cũng không nhúc nhích ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có mà hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ nhìn thấy cảnh tượng này tiêu thần hoảng sợ sắc mặt lập tức thay đổi chỉ cảm thấy đột nhiên khuôn mặt của mình cũng đau bởi vì trước đây không lâu anh ta mới vừa bị diệp thu tát bay như vậy bây giờ mặt cũng vẫn chưa hoàn toàn tiêu sưng hôm nay thấy hàn dương bị tát văng ra ngoài thế này anh ta không kiềm được lại nhớ đến cảm giác ngày đó khỏi phải nói là ấn tượng khắc sâu đến cỡ nào điều này làm anh ta lập tức nuốt hết mấy lời độc ác chưa kịp ra khỏi miệng mà ngay lúc này diệp thu quay đầu nhìn về phía tiêu thần điều này làm cho toàn thân tiêu thần đều không tự chủ được run lên sợ hãi đến mức sắp bị dọa tè ra quần lắp ba lắp bắp nói diệp diệp thu những lời kia đều là do hàn dương nói không liên quan gì đến tôi cả nếu như không có anh làm chỗ dựa chỉ là một tên hàn dương còn con mà dám nói chuyện như vậy với tôi sao khóe miệng của diệp thu cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý anh lạnh lùng hỏi vậy tóm lại anh muốn thế nào sắc mặt tiêu thần biến đổi cắn răng hỏi nếu như hôm nay anh đã gọi tôi tới đây thì chắc hẳn anh đã cân nhắc đến hậu quả tôi nhớ là tôi đã từng nói với anh không có chuyện gì thì tốt nhất đừng làm phiền tôi nếu không kết quả của anh sẽ rất thảm diệp thu cười lạnh nói không anh không thể động đến tôi tôi là cậu chủ của nhà họ tiêu đấy nếu như anh động đến tôi chắc chắn nhà họ tiêu sẽ không bỏ qua cho anh anh phải suy nghĩ cho kỹ về hậu quả này tiêu thần vội vàng lùi về phía sau mấy bước trợn mắt nhìn diệp thu giả vờ mạnh miệng nhưng thực tế bên trong yếu ớt nói. Bớt dùng nhà họ tiêu để hù dọa người khác đi, lần trước anh cũng từng nói như vậy, nhưng mà có tác dụng gì không? Coi như hôm nay tôi giết chết anh, nhà họ tiêu có thể làm gì được tôi? Diệp Thu liếc tiêu thần một cái, mặt đầy khinh bỉ hỏi. Giết tôi ư? Tiêu thần vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt mà sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Vào giờ phút này, anh ta thật sự biết sợ rồi, vội vàng nhìn diệp thu và nhượng bộ nói coi như tôi sai rồi được không diệp thu tôi gửi lời xin lỗi đến anh chỉ cần hôm nay anh có thể bỏ qua cho tôi anh cứ đưa ra một điều kiện bất cứ điều gì thì tôi cũng có thể bằng lòng với anh cần gì chứ lần trước tôi đã tha cho anh một con đường sống anh cần gì phải hết lần này đến lần khác muốn đi tìm cái chết chứ diệp thu lắc đầu một cái nói một cách thản nhiên diệp thu tôi van xin anh đừng giết tôi Tôi là ba ruột của Nam Nam mà, anh thích Nam Nam như vậy, cũng không nỡ trơ mắt nhìn con bé còn nhỏ vậy mà không còn ba ruột chứ. Tiêu thần cũng thật sự bị dọa sợ, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, ôm ống quần Diệp Thu và cầu xin tha thứ. Ha ha, nếu như ông thật sự coi Nam Nam là con gái ruột thịt của mình thì hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện thế này. Loại người mặt người giả thú như ông không hề xứng làm con người, lại càng không xứng làm một người cha, xuống địa ngục đi. Trong mắt Diệp Thu thoáng lóe lên tia sáng lạnh, trên mặt hiện đầy hơi thở chết chóc. Không, sắc mặt tiêu thần lập tức thay đổi, lập tức đứng dậy muốn chạy trốn. Diệp Thu cũng không nói nhảm với tiêu thần nữa, trực tiếp đánh ra một trường vào ngay giữa lưng tiêu thần. Trong nháy mắt, sức mạnh kinh khủng trong một trường kia đập vỡ tim gan phèo phổi của tiêu thần. Lúc này tiêu thần đang muốn chạy trốn nhưng thân thể trúng trưởng này lập tức cứng đờ, ngay sau đó thẳng tắp ngã bịch xuống đất, rõ ràng là đã chết không thể chết thêm nữa thấy vậy diệp thu cũng lắc đầu một cái lúc đầu anh ta nể mặt tiêu thần là cha ruột của nam nam nên lần trước cũng đã tha cho anh ta một mạng rồi nhưng mà người này lại không biết điều vẫn dùng con gái ruột ra để đe dọa người khác còn có ý đồ muốn giết chết mình như vậy tất nhiên là diệp thu sẽ không khách khí với anh ta nữa nguyên tắc làm người của diệp thu vô cùng đơn giản Người ta không xúc phạm đến mình thì mình cũng không sẽ không xúc phạm đến người ta, nếu người ta đã xúc phạm đến mình thì chắc chắn mình sẽ đánh trả. Chương 274, chị dâu có biết không? Sau khi giải quyết tiêu thần xong, Diệp Thu thuận đường tiến luôn bang chủ Hàn Dương của bang Liệt Hỏa lên Tây Thiên. Ông ta cũng chẳng phải người tốt lành gì, anh đã cho ông ta nhiều cơ hội thế nhưng ông ta không biết quý trọng. Một khi đã vậy thì Diệp Thu cũng lười phí lời với ông ta. Từ nay về sau cho dù là Hàn Dương hay là thế lực phía sau liệt hỏa đều tan thành mây khói ở Giang Bắc. Còn về nhà họ Tiêu sau lưng Tiêu Thần, nếu họ dám đến trả thù, Diệp Thu không ngại giúp bốn dòng họ lớn ở Giang Châu chỉ còn lại ba dòng họ lớn. Không nói khoa trương, những chuyện này cũng chẳng khó khăn gì đối với Diệp Thu. Chỗ này giao cho mấy người xử lý, phải khôi phục lại nguyên dạng ban đầu. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần nhà xưởng, nhàn nhạt nói: nói xong anh quay người đi đến chiếc minibus đang ngừng trước cửa nhà xưởng lái xe rời đi mà sau khi diệp thu đi chưa bao lâu có vài bóng đen nhảy xuống từ nóc nhà xưởng lái xe chạy thẳng vào trung tâm thành phố diệp thu gọi điện thoại cho âu dương hạo hẹn gặp mặt ở hồ nhân tạo trong công viên nhân dân ngay sau đó diệp thu lái xe thẳng đến điểm hẹn anh vừa đến điểm hẹn chưa bao lâu thì âu dương hạo đã đến với khuôn mặt đẹp trai người người của anh ta thì cho dù ném trong đám người thì vẫn rất dễ dàng nhận ra. Mà bên cạnh anh ta còn có một cô bé nhỏ xinh đáng yêu. Đây không phải ai khác mà chính là Triệu Y Nam con gái của Triệu Mỹ Tuyết. Lúc trước Diệp Thu đã giao nhiệm vụ cho Âu Dương Hạo để anh ta nghĩ cách cứu cô bé ra. Bây giờ vừa gặp, thấy Triệu Y Nam không bị thương, hơn nữa tâm trạng cũng không tệ, nhảy nhót vui cười, hiển nhiên không bị chuyện hôm nay dọa sợ hãi rồi để lại bóng ma tâm lý. Thấy vậy, Diệp Thu đã có thể thở phào nhẹ nhõm và yên tâm hơn. Anh lo lắng chuyện hôm nay sẽ để khiến cho Nam Nam có bóng ma tâm lý. Nếu vậy thì tuổi thơ của Nam Nam sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Có điều bây giờ có vẻ như anh đã lo lắng dư thừa. Âu Dương Hạo, Nam Nam, Diệp Thu vẫy tay với hai người. Thấy vậy, Âu Dương Hạo nhếch miệng cười, anh ta vừa định chào hỏi Diệp Thu. Ngay lúc này, Nam Nam đang nắm tay anh ta lại càng vui vẻ hơn chạy về phía Diệp Thu, vừa chạy vừa hét lên, ba ơi. Ba ơi á, Âu Dương Hạo ngẩn người, trên chán phủ đầy dấu chấm hỏi. Trách không được đại ca để để mình nghĩ cách đi cứu cô bé nhỏ này. Thì ra đây là con gái của anh ấy. Ủa, mà không đúng, đại ca có con gái từ lúc nào vậy? Hơn nữa trông cô bé này cũng đã 4 năm tuổi rồi. Tại sao trước kia chưa từng nghe đại ca nhắc đến chuyện này chứ? Chẳng lẽ là con gái riêng? Nghĩ đến đây, âu dương hạo vội đi nhanh hơn nhìn nam nam đang thân thiết ôm diệp thu anh ta cười đầu xấu hổ chỉ vào nam nam hỏi đại ca chuyện gì đang xảy ra vậy anh cũng quá bất cẩn rồi con gái đã lớn vậy rồi chị dâu đã biết chưa nghe anh ta nói vậy đầu diệp thu toát cả mồ hôi bó tay rồi rõ ràng là âu dương hạo đã hiểu lầm gì đó rồi diệp thu vội vàng cúi đầu xoa đầu nam nam trong lòng ngực mỉm cười nói nam nam ngoan ba nói với chú âu dương vài lời con tự chơi một lát đi nhé. Vâng ạ, à, vậy bà ơi, hai người nhanh về nha. Nam Nam chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt không nỡ nói. Được, Diệp Thu mỉm cười gật đầu, ngay sau túm lấy Âu Dương Hạo đi sang một bên. Đại ca định nói gì vậy, sao phải cách xa con gái anh? Âu Dương Hạo nhìn thoáng qua Nam Nam cách đó không xa, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Cậu đừng nói bậy nữa, cô bé kia không phải con gái tôi. Diệp Thu liếc nhìn Âu Dương Hạo, nói đầy tức giận. Hả, Âu Dương Hạo lập tức ngu ngơ, mờ mịt. Diệp Thu thấy vậy, đành phải kể lại cho Âu Dương Hạo đầu đuôi câu chuyện một lần nữa. Sau khi nghe xong, lúc này Âu Dương Hạo mới hiểu rõ, nhếch miệng cười nói, được đó đại ca, anh đúng là may mắn nhặt được một cô con gái cưng. Lúc về lại tổ chức không được nói bậy, biết chưa? Diệp Thu chừng mắt nhìn Âu Dương Hạo, dặn dò nói. Ôi chào đại ca, anh cứ yên tâm đi, Bốn dĩ việc anh đi ở rể đã làm cho một đám em gái trong tổ chức chúng ta đau thấu tim gan, nếu tôi nói anh còn có con gái thì còn muốn để các cô ấy sống nữa không đây? Ngộ nhỡ mấy cô ấy thất tình tự tử tập thể thì phải làm sao bây giờ? Tôi còn muốn nhân lúc rảnh rỗi ngắm mấy cô ấy, nhìn cảnh đẹp ý vui làm cho cuộc sống buồn tẻ này vui vẻ hơn một chút đó. Âu Dương Hạo vẫy tay, nhếch miệng cười nói. Thôi được rồi đó, cả ngày chẳng đứng đắn. Diệp Thu tức giận liếc nhìn Âu Dương Hạo, ngay sau đó hỏi, tôi để cậu điều tra cô gái trộm ví tiền kia, cậu điều tra được tới đâu rồi? Cô gái kia có chút thủ đoạn, năng lực phản trinh sát rất mạnh, có điều đại ca cứ yên tâm, không quá ba ngày, tôi sẽ tìm được vị trí của cô ta. Âu Dương Hạo vội vàng bảo đảm. Ừ, vậy là tốt rồi. Diệp Thu gật đầu, sau đó nhàn nhạt, nhạt nói, để tổ chức ra tay diệt bang liệt hỏa ngay trong tối nay luôn đi. Giọng điệu của anh giống như đang nói một chuyện gì đó rất là bình thường. Âu Dương Hạo hơi sừng sốt, ngay sau đó cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhếch miệng cười gật đầu, biết rồi. Sau khi chia tay Âu Dương Hạo ở công viên, Diệp Thu dẫn Nam Nam đến trước cửa công ty trách nhiệm hữu hạn bách hóa thiên tuyết. Dù sao triệu Mỹ Tuyết vẫn chưa biết Nam Nam đã được cứu. Cô ta là mẹ của Nam Nam, nhất định cô ta rất lo lắng. Vì thế Diệp Thu nhanh chóng dẫn Nam Nam đến chỗ cô ta. Trải qua chuyện lần trước nên lần này không có ai còn dám ngăn cản Diệp Thu bảo vệ canh cửa vừa thấy diệp thu tới thì lập tức trưng vẻ mặt nịnh nọt hận không thể cung kính với diệp thu giống như ông nội nếu không có bất ngờ xảy ra chắc là tổng giám đốc tô hán sơn đã tự dặn dò vì thế diệp thu dẫn nam nam đến trước cửa văn phòng chủ tịch rất thuận lợi diệp thu cúi đầu nhìn nam nam khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhỏ giọng nói nam nam con trốn trước đi chúng ta tạo bất ngờ cho mẹ con được không vâng ạ à, nam nam vô cùng hứng thú gật đầu ngay sau đó trốn ra sau lưng Diệp Thu. Diệp Thu thấy vậy thì hơi mỉm cười, lúc này mới đưa tay gõ lên cửa văn phòng. Mời vào, chỉ chốc lát sau, trong văn phòng vang lên một giọng nói yếu ớt tiêu tụy. Đúng là giọng của Triệu Mỹ Tuyết, hiển nhiên chuyện nam nam mất tích đã tạo ảnh hưởng không nhỏ cho cô ta. Đáng thương cho nỗi lòng của cha mẹ trong thiên hạ, Diệp Thu thở dài một hơi, đẩy cửa bước vào, còn nam nam thì nhanh đi sát phía sau Diệp Thu vóc dáng cô bé nhỏ xinh, vừa hay bị Diệp Thu che chắn, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào nhìn thấy cô bé. Có chuyện gì, nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng thì đi tìm Tổng Giám Đốc Tô xử lý đi. Triệu Mỹ tuyết cúi đầu chăm chú làm việc, vẻ mặt rất tiều tụy, không ngẩng đầu lên nói. Nhưng mà cô ta nói xong thì chẳng có lời đáp lại. Triệu Mỹ tuyết nhíu mày, có hơi không vui ngẩng đầu, nói anh đó, tại sao không đi ra, ngay sau đó cô ta nhìn thấy rõ gương mặt Diệp Thu. Cô ta sửng sốt, vội vàng đứng dậy, nhanh đi lên đón, sao anh Diệp lại đến đây? Có phải đã có tin tức gì của Nam Nam không? chương 275, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ngay khi Diệp Thu vừa dứt lời, Nam Nam trốn sau Diệp Thu đột nhiên nhảy ra, nhìn triệu mỹ tuyết, nghịch ngợm thè lưới, vui vẻ gọi, mẹ ơi! Tiếng gọi này làm cho triệu mỹ tuyết ngây ngẩn ra, ngay sau đó chừng mắt. Sau nháy mắt, khuôn mặt cô ta ngập tràn kinh ngạc và vui mừng, cô ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ là nam nam sẽ xuất hiện trước mặt cô ta theo cách này phải biết rằng chỉ vừa mới phút trước cô ta còn lo lắng khổ sở vì nam nam đã mất tích nam nam là con thật sao không phải mẹ nằm mơ chứ vẻ mặt triệu mỹ tuyết đầy khó tin hỏi lại ngay sau đó cô ta vội vàng nhào lên trước ôm chặt nam nam vào trong lòng dường như sợ ngay giây tiếp theo thôi nam nam sẽ trốn khỏi mắt mình lần nữa là con đây mẹ ơi nam nam ôm cổ triệu mỹ tuyết sau đó hôn nhẹ lên trên mặt triệu mỹ tuyết ngọt ngào nói triệu mỹ tuyết thấy vậy lúc này mới dám chắc chắn rằng người trước mắt không phải ảo giác mà là thật hai mắt triệu mỹ tuyết đỏ bừng nước mắt giống như những hạt ngọc bị đứt dây không ngừng rơi xuống đương nhiên đây là nước mắt kích động nước mắt vui sướng triệu mỹ tuyết không phải một phụ nữ bình thường cô ta là một người phụ nữ mạnh mẽ đã từng chinh chiến nhiều năm trên thương trường có sóng to gió lớn, hoàn cảnh khó khăn nào mà chưa vượt qua. Có thể đương đầu với núi đao biển lửa mà mặt không đổi sắc. Nhưng đối mặt với chuyện của con gái, cô ta cũng chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi. Bây giờ con gái đã trở về an toàn, cô ta đã không thể khống chế được cảm xúc của mình. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Có phải Nam Nam đã làm mẹ không vui không? Con xin lỗi mẹ, từ nay về sau Nam Nam sẽ không bao giờ trốn đi chơi nữa. Nam Nam thấy mẹ mình khóc đau lòng như thế, cô bé rổ miệng nhỏ, chu môi khóc nức nở. Cô bé cho rằng vì mình nên mẹ mới khổ sở đau lòng như thế. Nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của cô bé, lòng Diệp Thu không khỏi đau xót. Thật không biết cái tên tiêu thần kia nghĩ gì, một cô con gái hiểu chuyện thế mà lại không cần. Đúng là không cách nào hiểu nổi. Nam Nam ngoan, không phải mẹ không vui, mà là mẹ nhìn thấy con trở về nên vui quá. Triệu Mỹ tuyết xoa đầu Nam Nam, dịu dàng nói thật vậy sao nam nam nửa tin nửa ngờ chớp mắt to đương nhiên là thật rồi nam nam hiểu chuyện nghe lời như vậy sao có thể làm mẹ không vui được chứ triệu mỹ tuyết cười nói vậy mẹ khóc nữa nếu không nam nam cũng sẽ khóc theo nam nam vừa đưa tay lau nước mắt cho triệu mỹ tuyết vừa chu môi nói được mẹ không khóc triệu mỹ tuyết xoa nước mắt ở khóe mắt ngay sau đó đứng lên nhìn diệp thu diệp thu hơi mỉm cười an ủi nói cô triệu cũng không cần quá kích động không phải là nam nam nhưng mà diệp thu nói chưa nói xong thì triệu mỹ tuyết tiến lên ôm chặt lấy diệp thu diệp thu chỉ cảm thấy mùi hương nước hoa quyến rũ sộc thẳng vào mũi cả cơ thể mềm mại nóng bỏng dán chặt lên người mình cảm giác đó nóng như lửa khiến người ta không khỏi có ý nghĩ phạm tội diệp thu ngẩn người có nằm mơ anh cũng không ngờ rằng triệu mỹ tuyết sẽ đột nhiên ôm lấy mình người được hương thơm đặc biệt chỉ có trên người những người phụ nữ thành thục, cùng với cảm nhận cơ thể đầy đặn gợi cảm, mềm mại trong lòng khiến cho Diệp Thu khó có thể giữ được bình tĩnh. Không thể không nói, Triệu Mỹ Tuyết đúng là một báu vật. Tuy cô ta từng kết hôn, cũng từng sinh con, nhưng bởi vì thế mà cô ta giống như một quả đào mật chín mọng thơm ngọt. Trên người cô ta hoàn toàn mang dáng vẻ của một người phụ nữ thành thục và hoàn mỹ, khí chất cao quý, dáng người đầy đặn gợi cảm, trước lồi sau vểnh. Vòng eo con kiến kia còn càng hoàn mỹ hơn, đây là hương vị mà không một cô gái tuổi 20 nào có thể có được. Mặc dù bây giờ cô ta mặc đồ công sở, nhưng vẫn có thể nhìn rõ dáng người gợi cảm và đường cong quyến rũ. Điều này làm cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cô ta cũng đều không nhịn được mà muốn chinh phục. Có điều trái tim Diệp Thu đã sớm thuộc về Lâm Thanh Nhã. Cho nên cho dù Triệu Mỹ Tuyết yêu thú thế nào thì anh cũng không động lòng. Diệp Thu sờ mũi có hơi bất đắc đi cười hỏi, cô Triệu, cô sao vậy? Diệp Thu, cảm ơn anh, cảm ơn anh giúp tôi tìm Nam Nam về. Tôi, tôi thật sự không biết nên lấy gì để báo đáp anh. Hẳn anh cũng biết là Nam Nam quan trọng với tôi thế nào, mà anh đã cứu con bé hai lần, thật sự cảm ơn anh. Hai mắt Triệu Mỹ tuyết đỏ bừng nhìn Diệp Thu, vô cùng biết ơn nói. Khủ khủ, đây chỉ là chuyện nhỏ với tôi thôi, không tốn sức lắm. Còn có cô có thể thả tôi ra trước hay không? Nam Nam còn đang nhìn đấy. Diệp Thu ho khan hai tiếng, có hơi xấu hổ nói. Nghe anh nói vậy, khuôn mặt nhỏ của Triệu Mỹ Tuyết lập tức đỏ bừng, cô ta vô cùng thẹn thùng, vội vàng thả Diệp Thu ra. Ba và mẹ ôm ấp hôn hít nhau, Nam Nam không nhìn trộm đâu. Nhưng mà lúc này, Nam Nam giống như một cô bé hiểu chuyện, lấy tay che mắt lại, quay người sang chỗ khác. Hành động của cô bé làm cho Triệu Mỹ Tuyết đã thẹn thùng lại càng thẹn thùng hơn gương mặt nhỏ tinh xảo của cô đỏ đến mức sắp xỉ ra cả máu trái tim đập thình thịch không ngừng giống như có con nai con nhảy nhót trong đó nói thật triệu mỹ tuyết đã trải qua vô số trường hợp nhưng lần này lại là lần cô ta căng thẳng nhất có điều dù sao triệu mỹ tuyết cũng là một người đã chinh chiến nhiều năm trên thương trường khả năng điều chỉnh tâm lý vẫn rất mạnh hít sâu một hơi lấy lại vẻ bình tĩnh của mình lúc này triệu mỹ tuyết mới nhìn diệp thu vẻ mặt xin lỗi nói anh diệp thật sự là rất xin lỗi, vừa rồi là tôi thất lễ rồi. Không có gì, chỉ là chuyện thường tình, tôi có thể hiểu được. Diệp Thu xua tay, tỏ vẻ không để ý ngay sau đó cười nói, nếu nam nam đã không sao thì hai mẹ con nói chuyện vui vẻ, tôi đi trước, không làm phiền nữa. Nói xong, Diệp Thu muốn nhân cơ hội rời đi. Xin anh Diệp chờ một chút, triệu Mỹ tuyết vội vàng gọi Diệp Thu. Audio điện tử võ tấn bền Chương 276, lại là Hàn Tiêu Tiêu. Nghe Triệu Mỹ Tuyết nói vậy, Diệp Thu nhanh chóng cất hợp đồng vào túi rồi trả lại cho Triệu Mỹ Tuyết, cười nói: "Cô Triệu, lần trước tôi cứu nam nam, không phải tôi đã nói mời tôi ăn cơm là cảm ơn rồi sao? Sao đột nhiên cô lại cho tôi 5% cổ phần, sao tôi lại có thể không biết xấu hổ mà nhận được đây?" "Anh Diệp, tôi biết rằng nhất định anh sẽ từ chối, nhưng xin anh hãy nghe tôi nói cho hết đã." Triệu Mỹ Tuyết vội vàng xua tay, Nói tiếp, lần trước là lần trước, nhưng lần này cũng chính là anh cứu Nam Nam, tôi đã thiếu anh hai ân tình lớn, sao có thể không làm gì được chứ? 5% cổ phần này để cho anh, tuy rằng công ty trách nhiệm hữu hạn Bách hóa Thiên Tuyết chúng tôi không được xem như công ty lớn, nhưng lợi nhuận thu vào mỗi năm cũng rất khá. Mỗi năm, ít nhất 5% cổ phần này cũng được chia hoa hồng khoảng cỡ vài tỷ trở lên, coi như là tôi cảm ơn hai lần ơn cứu mạng Nam Nam của anh. Nếu như anh không nhận thì tôi thật sự không yên tâm, luôn cảm thấy thiếu nợ anh, sau này cũng không dám gặp mặt anh nữa. Chuyện này, sau một hồi do dự, Diệp Thu cũng không cách nào từ chối nữa. Dù sao Triệu Mỹ Tuyết cũng đã nói đến nước này rồi, có câu không thể từ chối sự nhiệt tình. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nhận lấy 5% cổ phần. Cùng lắm thì khi về lại chuyển hết vào tài khoản của Lâm Thanh Nhã. Dù sao anh cũng không thiếu tiền cho Lâm Thanh Nhã thì sau này cô sẽ càng có nhiều tiền hơn. Nhìn thấy Diệp Thu nhận lấy cổ phần mà cô ta chuyển nhược, cuối cùng Triệu Mỹ Tuyết cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, cuối cùng trong lòng cô ta cũng đã dễ chịu hơn rồi. Từ công ty trách nhiệm hữu hạn bách hóa thiên tuyết đi ra, Diệp Thu mở cửa chiếc minibus, lái về hướng Hán Hải Lam Thành. Trên đường chạy về, Diệp Thu gọi điện đến số chu thái của Giang Bắc. Điện thoại nhanh chóng được kết nối cậu diệp có gì dặn dò chu thái cung kính hỏi ông có quan hệ thế nào với công ty liệt hỏa diệp thu nhàn nhạt hỏi giống như là nước với lửa mấy năm nay công ty liệt hỏa phát triển không tệ cái tên hàn dương luôn muốn thay thế vị trí của tôi nhưng không may tôi không làm gì được ông ta dù sao với thực lực hiện tại của liệt hỏa cho dù có cạnh tranh với ông ta thì tôi cũng không chiếm được ưu thế chu thái cười khổ nói trong lời nói của ông ta ẩn chứa sự bất lực tuy rằng ông ta được mọi người tôn xưng là vua Giang Bắc. Nhưng thật ra ngày ngày trôi qua, ông ta cũng chẳng sống thoải mái gì. Đầu tiên là bang liệt hỏa có thực lực mạnh nhất ở Giang Bắc chẳng hề nghe ông ta điều khiển, lúc nào cũng đối nghịch với ông ta. Tiếp theo đó có mấy dòng họ lớn của Giang Châu đều tập trung ở Giang Bắc. Những dòng họ lớn ấy ăn sâu bén rễ trong quân đội, chính trị, thương nghiệp, có thể lực vô cùng kinh người. Từ đầu đến cuối Chu Thái không thể trêu vào cho nên trên danh nghĩa ông ta được gọi là vua Giang Bắc, nhưng những người nghe lời ông cũng chỉ có vài người. Nghe Chu Thái nói xong, Diệp Thu đầu cười, nhàn nhạt nói, từ nay về sau, tài sản của liệt hỏa đều thuộc về ông. Cái gì? Chu Thái sửng sốt, nhất thời không thể hiểu được ý của Diệp Thu, khó hiểu hỏi, cậu Diệp muốn tôi đi cạnh tranh với liệt hỏa sao? Thực lực của liệt hỏa rất mạnh, một khi tôi ra tay thì trạng thái cân bằng sẽ bị phá vỡ, sẽ xuất hiện một trận đấu tranh kịch liệt, Đến lúc đó không thể nói trước là ai thua ai thắng, bây giờ tôi không dám nắm chắc. Từ hôm nay trở đi, Giang Châu không còn công ty Liệt Hỏa nữa, ông hiểu ý của tôi chưa?" Diệp Thu nhàn nhạt nói. Chu Thái vừa nghe Diệp Thu nói vậy thì nhíu mày, ngay sau đó hiểu rõ mọi chuyện, trong nháy mắt, vẻ mặt ông ta ngập tràn vui mừng và kinh ngạc. Ông ta biết, đây là Diệp Thu muốn đích thân ra tay xử lý công ty Liệt Hỏa. Đương nhiên ông ta biết rõ năng lực khủng bố của Diệp Thu nếu diệp thu muốn tiêu diệt một công ty nhỏ như công ty liệt hỏa vậy thì dễ như giết chết một con kiến vậy diệp thu đã nói từ hôm nay trở đi ở giang châu sẽ không còn công ty tên liệt hỏa nữa vậy thì nhất định công ty liệt hỏa sẽ không tồn tại đến ngày mai nghĩ đến đây chu thái đã kích động gần chết bởi vì một khi giang bắc không còn công ty liệt hỏa nữa thì địa vị vua giang bắc của ông ta càng có thể vững chắc hơn hít sâu một hơi cố nén sung sướng trong đáy lòng xuống chu thái vội vàng gật đầu nói hiểu rồi tôi hiểu rồi qua đêm nay sáng mai ông dẫn người đến tiếp nhận tài sản của công ty liệt hỏa là được chắc tôi không cần dạy ông việc xử lý hậu quả đâu nhỉ diệp thu nhàn nhạt nói không cần không cần xin cậu diệp cứ yên tâm nhất định tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý xong mọi việc làm cho thế giới ngầm giang bắc trở về cảnh thái bình trong thời gian sớm nhất tôi đảm bảo với cậu chu thái vội vàng bảo đảm mà giờ phút này, trong lòng ông ta tràn ngập kích động. Bởi vì lần này, ông ta đã nhặt được món hời lớn. Không uổng một quân một tướng là đã có thể thu hoạch được toàn bộ tài sản của công ty từng là tập đoàn lớn nhất. Việc này đã gián tiếp củng cố địa vị của ông ta trong thế giới ngầm ở Giang Bắc, bành trướng thế lực. Mà việc ông ta phải làm chỉ là giải quyết tốt hậu quả mà thôi. Dù sao một công ty lớn như Liệt Hỏa bị tiêu diệt, nhất định sau đó vẫn sẽ còn một vài con cá lọt lưới tiếp tục gây sóng gió trong thế giới ngầm ông ta chịu trách nhiệm bắt gọn những con cá lọt lưới này khôi phục bình yên cho thế giới ngầm tuy rằng có hơi dườm già nhưng so với món hời lớn vừa nhận thì nhất định là xứng đáng vì thế mà trong lòng ông ta cực kỳ biết ơn diệp thu nếu không phải diệp thu cho thì ông ta không thể nào nhặt được món hời lớn đến như vậy được ông có việc gì muốn nói riêng với tôi không nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đang bận lái xe diệp thu nhàn nhạt hỏi cậu diệp tôi chu thái muốn nói lại thôi trong lòng do dự không biết có nên nói chuyện này với diệp thu hay không thật ra ông ta đã muốn nói chuyện này từ lần trước cùng diệp thu đến võ quán diều hâu tham gia thi đấu võ thuật nhưng vẫn không tìm được cơ hội do dự một lúc lâu chu thái cảm thấy mình mới nhận được một món hời lớn từ diệp thu nếu như nhân lúc này để nói ra thì cũng hơi không thích hợp Chương 277, xin anh phối hợp. Trong khi Diệp Thu còn đang nghi ngờ thì cửa xe cảnh sát mở ra. Nhưng mà người xuống từ xe cảnh sát không phải là Hàn Tiêu Tiêu mà là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Dáng người đàn ông to lớn, khi bước đi nện bước trầm ổn có lực, mang theo khí thế mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết có bản lĩnh không tầm thường. Thấy vậy, Diệp Thu không khỏi nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì rồi? Mà đúng lúc này Người cảnh sát mặc đồng phục đi đến trước xe của Diệp Thu, gõ lên cửa kính xe anh. Diệp Thu đành phải hạ cửa kính xe xuống, nghi ngờ hỏi, có việc gì sao? Anh chính là Diệp Thu đúng không? Người đàn ông liếc nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi. Là tôi, anh là ai? Diệp Thu gật đầu. Người đàn ông nhanh lấy thẻ cảnh sát của mình ra, lạnh lùng nói, tôi là Vương Lực thuộc đội cảnh sát thành phố. Bây giờ tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án trộm cướp cho nên muốn dẫn anh về cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Án trộm cướp ư? Có chứng cứ không? Diệp Thu nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Đúng là vì không có chứng cứ cho nên bây giờ không phải bắt giữ, chỉ là hỗ trợ điều tra, mời anh phối hợp. Vương Lực lạnh lùng nói. Nếu không có chứng cứ, vậy hẳn là tôi có quyền từ chối đúng không? Diệp Thu cười lạnh hỏi. Nói vậy là anh đang muốn chống đối pháp luật vẻ mặt vương lực trầm xuống lạnh lùng nói tôi không có ý đó đầu tiên tôi không phạm pháp tiếp theo anh không có chứng cứ chứng minh rằng tôi phạm pháp cho nên dựa vào cái gì mà bắt tôi phải đi theo anh chứ khóe môi diệp thu hơi cong lên hỏi ngược lại lời tôi nói chính là chứng cứ hôm nay có đi hay không không phải do anh quyết định vẻ mặt vương lực trầm xuống ngay sau đó trực tiếp vẫy tay trên xe cảnh sát nhanh chóng có vài cảnh sát bước xuống cầm còng tay đi đến trước chiếc minibus. Vương lực dùng một tay chặn xe Diệp Thu lại, lạnh giọng ra lệnh, bắt anh ta lại cho tôi, dẫn đi. Nhóm cảnh sát nghe vậy thì nhanh chóng đi lên, sau đó dư tợn mở cửa xe lôi Diệp Thu đi. Đáng lẽ Diệp Thu chuẩn bị ra tay, nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra trên đầu có camera theo dõi và trên đường có không ít người đang tụ tập vây xem, vì thế nhíu mày lại. Nếu lúc này thật sự ra tay thì rất có thể ở đây sẽ trở thành hiện trường phát sóng trực tiếp mất ngộ nhỡ lúc đó lâm thanh nhã nhìn thấy tin tức nói không chừng sẽ gặp phải rắc rối to nghĩ đến đây diệp thu suy nghĩ một chút sau đó nhìn vương lực nhàn nhạt nói tôi có thể đi cùng các anh nhưng tôi sẽ không đeo còng tay yêu cầu anh tháo ra cho tôi nghe diệp thu nói vậy vương lực vẫy tay với những cảnh sát còn lại ra hiệu dừng lại sau đó nhìn diệp thu cười khinh miệt vẻ mặt khinh thường nói phối hợp từ sớm không phải hơn sao cần gì phải một hai ngoan cố cãi lại làm chi đúng là không biết thân biết phận diệp thu cười không nói gì chờ đến chỗ vắng người anh sẽ khiến những người này trả giá thật đắt ngay sau đó diệp thu chủ động mở cửa xe đi xuống những cảnh sát đó thấy vậy lập tức muốn nhào lên đè diệp thu lại đừng đụng vào tôi để tôi tự đi diệp thu liếc nhìn những cảnh sát đó nhàn nhạt nói tuy rằng giọng điệu của anh rất nhẹ nhưng ánh mắt lạnh như băng khiến cho nhóm cảnh sát kia nhịn không đứng mà khựng lại nhất thời cả đám đứng ngây như trời trồng không dám bước lên trước một bước vương lực thấy vậy cũng nhíu mày sau đó vẫy tay ra hiệu với những cảnh sát đó nói để anh ta tự đi rõ nhóm cảnh sát nghe vậy thì vội vàng gật đầu mà trong lòng bọn họ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói thật bọn họ làm công việc cảnh sát nhiều năm như vậy cũng từng gặp qua một vài phạm nhân hung dữ nhưng cho dù tội phạm giết người cực kỳ hung ác thì ánh mắt bọn họ cũng không lạnh lẽo đáng sợ như của diệp thu thật giống như thú dữ đến từ thời cổ đại vậy bọn họ chỉ vừa nhìn đã cảm thấy không rét mà run sau đó diệp thu cũng phối hợp theo sau vương lực lên chiếc xe cảnh sát xe cảnh sát vừa khởi động diệp thu đã nhắm mắt lại dựa vào ghế không nói gì im lặng tự hỏi qua thẻ cảnh sát và động tác chuyện nghiệp của những tên đó anh có thể kết luận những người này là cảnh sát thật không phải giả mạo. Nhưng sao vô duyên vô cớ, đang êm đẹp cảnh sát lại muốn bắt anh chứ? Chẳng lẽ là Hàn Tiêu Tiêu ra lệnh sao? Không có khả năng, Hàn Tiêu Tiêu là người thẳng tính, nếu phát hiện chứng cứ phạm tội của anh thì nhất định sẽ tự đi bắt chứ không phái người khác đến. Một khi đã như vậy thì chứng tỏ còn một người khác. Hơn nữa người này có thể điều động cảnh sát, có thể thấy nhất định thân phận của người này không đơn giản. Vậy rốt cuộc là ai đây? Anh cũng chẳng đắc tội mấy người ở Giang Châu này, mà hôm nay anh đã giải quyết xong Tiêu Thần và Hàn Dương, nhất định không phải bọn họ. Vậy còn có thể là người nào? Diệp Thu càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, xem ra chỉ có đi theo một chuyến mới biết được, cho nên Diệp Thu thấy nghĩ thêm cũng chẳng được gì, bèn nhắm mắt dưỡng thần. Vương lực ngồi trên ghế phụ, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Diệp Thu ngang nhiên không coi ai ra gì nhắm mắt ngủ cũng hơi sửng sốt, ngay sau đó khóe môi nửa nụ cười lạnh đầy kinh thường thầm nghĩ, đúng là thứ không biết tốt xấu, chờ đến nơi rồi làm cho anh đẹp mặt. Cả đoạn đường đi không nói chuyện. Ước chừng qua 40 phút, xe cảnh sát ngừng lại, Diệp Thu mở mắt nhưng phát hiện xe cảnh sát không đến cục cảnh sát thành phố mà lại đến một đồn cảnh sát ở phía Tây Giang Châu. Diệp Thu thấy vậy không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, nam cảnh sát ngồi bên cạnh đẩy Diệp Thu, lạnh lùng nói, "Xuống xe đi. Sao chúng ta lại đến đây, không phải các người thuộc cục cảnh sát thành phố sao?" diệp thu nghi ngờ hỏi cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi nhanh xuống xe vương lực quay đầu lại chừng mắt nhìn diệp thu lạnh giọng nói diệp thu đảo mắt ngay sau đó đẩy cửa xe nhanh xuống xe đi theo vương lực vào trong đồn cảnh sát những người trong đồn cảnh sát đều quen biết vương lực dọc đường đi những nhân viên công tác nào thấy vương lực cũng đều sôi nổi chào hỏi hơn nữa còn vô cùng cung kính gọi vương lực là anh lực diệp thu thấy vậy thì gật gù như đang suy tư gì đó thì ra tên này đưa mình đến địa bàn của anh ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nhất định đồn cảnh sát này có liên quan đến vương lực. Có chuyện gì trong này rồi? Vừa nghĩ, Diệp Thu vừa đi theo vương lực vào trong đồn, rồi đi thẳng đến trước cửa phòng thẩm vấn. chương 278, lại gặp đôi trai gái cho chết. Nếu là người bình thường đang ở trong trạng thái mù tạm thời thế này chắc chắn sẽ trúng chiêu. Nhưng Diệp Thu là ai? Đường đường là vua của thế giới ngầm, cho dù mắt có không nhìn thấy nhưng chắc chắn khả năng phán đoán và phản ứng đối với nguy hiểm vượt xa người bình thường. Cho nên trong nháy mắt khi vật thể màu đen bay về phía anh, anh đã phát hiện ra ngay và tránh qua bên cạnh theo bản năng. Vật thể màu đen cứ thế sượt qua vai, nặng về đập vào vách tường sau lưng anh. ầm! Uhm, ngay sau đó, Diệp Thu nghe thấy một tiếng vang rất lớn do kim loại đập vào vách tường. Mà cùng lúc đó, mắt của Diệp Thu cũng khôi phục lại bình thường. Anh nhanh chóng ổn định nhìn lại chỉ thấy vật vừa rồi bay về phía mình không gì khác ngoài một cái ghế bằng sắt. Mặc dù không phải vật gì có lực sát thương cao, nhưng đây là cái ghế được chế tạo bằng sắt 100%, nện thẳng lên người chắc chắn cũng chẳng dễ chịu. Hơn nữa nhìn cái chân ghế đã bị cong xuống, hẳn là người ném thứ này cũng dùng hết tất cả sức lực, vốn không nương tay. Nghĩ tới đây, Diệp Thu nhíu mày một cái, xoay người nhìn. Anh muốn xem thử xem rốt cuộc là ai mà lại có oán hận sâu nặng với mình như thế chỉ thấy ở trước bàn thẩm vấn cách đó không xa có hai bóng người đang đứng đấy. Chính xác là một nam một nữ, hơn nữa Diệp Thu đều quen biết. Thế mà là hai người bạn học cùng trường cảnh sát khi trước của Hàn Tiêu Tiêu là Vương Hàng và Trương Giai Kỳ. Vương Hàng này đã từng là bạn trai của Hàn Tiêu Tiêu, kết quả gần tới lúc tốt nghiệp lại bỏ Hàn Tiêu Tiêu và đến với Trương Giai Kỳ. Có thể nói là một tên đàn ông rác rưởi kết hợp với một em gái thảo mai, đúng là một đôi trời sinh. Ngay ở mấy ngày trước lúc Hàn Tiêu Tiêu mời Diệp Thu ăn cơm, không may gặp phải hai người này. Hai người đó đúng là hùng hổ dọa người, cực kỳ quá đáng, cứ luôn bắt nạt Hàn Tiêu Tiêu. Diệp Thu thực sự nhìn không nổi nên đã ra tay mạnh mẽ dạy dỗ hai người đó một trận. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp bọn họ ở đây, nhưng mà chắc không nằm ngoài dự đoán thì vở kịch hôm nay chính là do hai người này tạo ra. Bởi vì lúc ấy Trương Giai Kỳ đã từng nói muốn trả thù Diệp Thu, bảo Diệp Thu cứ chờ đấy. Diệp Thu còn khuyên cô ta rằng tốt nhất cô ta không nên trả thù mình, nếu không kết quả sẽ càng thảm hại hơn. Nhưng bây giờ xem ra rõ ràng là hai người này không để lời khuyên của Diệp Thu vào mắt. Nếu đã vậy thì cũng đừng trách Diệp Thu. Diệp Thu, bất ngờ không? Không ngờ là hai bọn tao sẽ tới chứ hả? Vương Hàng nhìn Diệp Thu, mặt đầy đắc ý hỏi. Nhưng mà sắc mặt anh ta lại hơi nhợt nhạt, trông có vẻ là vết thương bị Diệp Thu đánh từ lần trước vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Diệp Thu, Tôi đã từng nói tôi sẽ trả thù mày, bảo anh cẩn thận một chút. Bây giờ anh chuẩn bị trả cái giá thật lớn cho hành động ngày hôm đó của mình đi. Trương Giai Kỳ trừng mắt nhìn Diệp Thu, cười lạnh nói. Có vài người ấy à, thật sự là vừa lành sẹo đã quên đau, huống hổ vết thương của cậu còn chưa khỏi, sao lại bắt đầu gây tội rồi. Không cần phải vội đi đầu thai như thế chứ. Diệp Thu lắc đầu, vẻ mặt đầy ẩn ý nói. Hừ, Diệp Thu, mày bớt hống hách cho tao, biết đây là đâu không hả? Chỗ này chính là địa bàn của tao, bây giờ mày đang ở chỗ này thì dù là hổ, mày cũng phải ngồi xuống cho tao, dù là rồng thì mày cũng phải cho tao cưới. Tao nói để cả đời này mày cũng không ra được, vậy cả đời này mày cũng không ra được, biết chưa hả? Vương Hàng hừ lạnh một tiếng, vô cùng hung hăng nói. Ồ, thật không, có vẻ lợi hại quá ta, khóe miệng Diệp Thu hơi nhếch lên. Trương Giai kỳ trừng mắt lườm Diệp Thu một cái, cười lạnh nói, tất nhiên là lợi hại rồi, nói ra thì tôi sợ sẽ hù chết anh mất. Ba của Vương Hàng nhà chúng tôi chính là trưởng đồn cảnh sát này. Khủ khủ, Vương Hàng ho khan hai tiếng, nhìn Trương Giai Kỳ, vẻ mặt đắc y nói, cục Cương à, khiêm tốn một chút, khiêm tốn nào. Vâng, em biết rồi, Trương Giai Kỳ vội gật đầu, ngay sau đó trực tiếp nhào vào trong ngực Vương Hàng, nũng nịu nói, ông xã à. Bao giờ anh mới có thể bảo chú điều chúng ta về vùng Giang Châu công tác đây? Bây giờ chúng ta đi làm ở đây cũng không quá vui vẻ, còn hơi hẻo lánh, đi dạo phố cũng chẳng tiện. Yên tâm đi, chờ sau khi chuyện này kết thúc, anh sẽ nói với ba anh ngay. Cái này không phải là vấn đề, ba anh nói một câu là giải quyết được ngay. Vương Hàng phất tay một cái, dáng vẻ đắc y nói. Wow, ông xã giỏi quá đi, người ta yêu anh chết đi mất. Trong chớp mắt, trên mặt Trương Giai Kỳ đã hiện đầy ý cười, ôm lấy Vương Hàng hôn chụt một cái. Diệp Thu đứng bên cạnh sắp nhìn đến nôn ra luôn. Quá xứng, đôi trai gái chó má này thật sự quá xứng, chắc chắn là một đôi trời sinh. Được rồi, dạy dỗ xong thằng nhãi không biết sống chết này đã, rồi sau đó chúng ta lại về đóng cửa bảo nhau, thân mật một chút. Vương Hàng nhéo cầm trương Giai kỳ, cười hư hỏng nói. Ghét anh gây nha, khuôn mặt nhỏ nhắn của trương dai kỳ lập tức đỏ lên, nắm tay đấm nhẹ mấy cái lên ngực Vương Hàng. Tất nhiên cô ta biết ý thân mật mà Vương Hàng nói là gì. Nhìn dáng vẻ núng nịu của Trương Giai Kỳ, Vương Hàng cũng cực kỳ đắc ý. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thu, vô cùng hống hách nói. Diệp Thu, lần trước ở câu lạc bộ bắn súng, mày đánh tao thành như thế còn khiến bạn gái tao chịu nỗi nhục lớn. Hôm nay, nếu mày không có biện pháp giải quyết làm hài lòng tao thì mày cũng đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Ồ, vậy cậu muốn giải quyết như thế nào đây? Khóe miệng Diệp Thu hơi nhếch vẻ mặt đầy ẩn ý hỏi. Bây giờ mày lập tức quỳ xuống trước mặt tao, dập đầu cầu xin tao tha thứ, sau đó xin tao đánh mày, tao ra tay thì mày cũng không được đánh trả, cho tới khi tao đánh tới hả giận mới thôi, thế nào? Vương Hàng hung hăng cực kỳ nói. Xin lỗi, tôi từ chối. Diệp Thu nhàn nhạt nói. Từ chối ư, ở chỗ này không có gì được theo ý mày cả. Vương Hàng khinh bỉ cười một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói, tao hỏi lại mày một lần cuối cùng, mày có quỳ hay không? Chỉ cần mày quỳ, chuyện này còn dễ nói. Tao xả giận xong thì mày có thể rời đi, bằng không ấy à, mày tự nghĩ đến hậu quả đi. Tôi từ chối, Diệp Thu với khuôn mặt không cảm xúc, nhàn nhạt nói. Chương 279, rốt cuộc mày là người hay quỷ? Nghe lời ấy của Vương Hằng, Diệp Thu chỉ nhìn lướt qua Vương Lực và mấy tên đàn ông lực lưỡng một cái, như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Chẳng trách mấy người này nhìn không đơn giản thì ra đều là cảnh sát đặc nhiệm à. Xem ra lần này vì trả thù mình, Vương Hằng đã phí không ít tâm tư nhỉ. Đầu tiên là đưa mình tới đồn cảnh sát của ba anh ta, giờ lại mời cả anh trai anh ta tới. Đây đúng là một trận chiến lớn. Nhưng mà Diệp Thu cũng chẳng để những chuyện này trong lòng. Chỉ là mấy cảnh sát đặc nhiệm mà muốn động vào anh sao. Chắc chắn chính là trò hề. Nhớ năm ấy, Bên châu Âu có mấy quốc gia rất không vừa lòng với việc Diệp Thu có thể ngồi lên ngai vàng ông vua của thế giới ngầm, trực tiếp liên kết với binh vương đặc chủng của mấy quốc gia, định ám sát Diệp Thu. Đó đều là lính đặc chủng của các nước đấy, sức chiến đấu của đội xung kích do những người đó hợp lại không thể tưởng tượng được. Kết quả của trận chiến ấy là đội xung kích không có một ai sống sót, chết sạch toàn quân, đều bị một mình Diệp Thu tiêu diệt. Cũng chính từ giây phút đó trở đi, nền móng vương vị của Diệp Thu ở thế giới ngầm đã không thể lung lay, mấy quốc gia đó cũng không dám có suy nghĩ lệch lạc với Diệp Thu nữa. Mà bây giờ, mấy tên đàn ông này đứng trước mặt người bình thường còn có thể coi là cao thủ, nhưng so với những binh vương đặc trùng kia thì chắc chắn là một người ở trên trời, một người ở dưới đất. Còn so với Diệp Thu thì tất nhiên không tài nào sánh nổi rồi. Thế nên Diệp Thu sẽ hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, thậm chí cũng lười liếc đến lần thứ hai. Thấy Diệp Thu không lên tiếng, Vương Hàng nghiến răng, trong lòng khinh bỉ và cười lạnh nói, nhóc con, đây chính là mày tự tìm chết đấy, vậy thì đừng có trách tao. Nghĩ tới đây, Vương Hàng trực tiếp nhìn anh trai vương lực của mình và nói anh, xương cốt thằng nhãi này có hơi cứng, phiền anh với mấy vị đồng đội này của anh nới lỏng xương cốt thằng này ra một chút. Không thành vấn đề, loại chuyện này là chuyện bọn anh am hiểu nhất mà. Vương lực cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thu, vẻ mặt khinh bỉ nói, nhóc con, lát nữa tốt nhất đừng có chống cự, nếu không bọn tao sẽ càng ra tay nặng hơn, lỡ chặt gãy xương mày thì bọn tao cũng không bồi thường tiền thuốc thang đâu đó. Sứt lời, anh ta không nói nhảm với Diệp Thu nữa, trực tiếp ngoắc tay với mấy tên đàn ông kia, cười lạnh nói, các anh em, ra tay đi, dù thế nào cũng không được khách khí. Yên tâm, chắc chắn bọn tôi sẽ khiến cậu ta sướng đến tận trời. Ha ha ha, Thân hình bé nhỏ này của cậu ta còn chẳng đủ để bọn tôi ra tay nữa là. Cứ chờ xem đi, chỉ cần một quyền của tôi đã có thể đánh cho cậu ta vãi cả CT ra. Mấy tên đàn ông kia há mồm cười, không nói hai lời mà siết chặt nắm đấm, trực tiếp vung mạnh về phía Diệp Thu. Mắt thấy quả đấm của mấy người kia sắp rơi lên người Diệp Thu, nụ cười trên mặt Vương Hàng và Trương Gia Kỳ đứng bên cạnh càng sâu thêm thậm chí trong đầu hai người đã tự tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Thu bị mấy người vương lực đánh cho lăn lộn trên đất cầu xin tha thứ. Chắc chắn như vậy rất thú vị. Nhưng mà đúng lúc này chỉ nghe, vù, một tiếng, thân hình Diệp Thu cứ như ma quỷ mà hóa thành tàn ảnh trước mắt mọi người, bỗng nhiên biến mất không thấy. Điều này khiến mấy tên đàn ông lực lưỡng kia nhất thời nhào hụt một cái. Quả đấm cũng đánh vào không khí. Trong giây phút này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn tại chỗ. Tình huống gì thế này? Người đi đâu rồi? Đây đều là suy nghĩ chung của tất cả những người đang có mặt ở đây vào giờ phút này. Nếu không phải vừa rồi bọn họ mở mắt chừng chừng nhìn thấy Diệp Thu ở đó thì có lẽ tất cả bọn họ đều cho là mình đã gặp ảo giác. Con mẹ nó, người đâu rồi? Gặp quỷ ư? Vương Lực nhíu mày một cái, vội nhìn quanh bốn phía nhưng vẫn không thấy bóng dáng Diệp Thu. Mà mấy tên đàn ông kia cũng đang tìm kiếm như thế cơ mà ánh sáng bên trong phòng thẩm vấn hơi yếu, tầm nhìn có hạn, thật sự là không dễ tìm. Vương Lực không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Vương Hàng, nói "Tiểu Hàng, em đi mở tất cả đèn của phòng thẩm vấn lên cho anh." "Vâng." Vương Hàng vội gật đầu, chuẩn bị rời đi. "Mấy người tìm tôi đó à?" Nhưng mà đúng lúc này, bất thình lình một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai Vương Lực và mấy tên đàn ông kia một cách đột ngột điều này khiến sắc mặt vương lực và mấy tên đàn ông kia lập tức biến đổi bản thân bọn họ là cảnh sát đặc nhiệm tốc độ phản ứng vẫn nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường bắt đầu phòng thủ theo bản năng nhưng mà tất cả đều đã muộn chỉ thấy một bóng đen chợt lóe lên bên cạnh mấy tên đàn ông ngay sau đó mấy tên đàn ông kia đều che bụng kêu thảm tại chỗ rồi ngã ra đất nửa ngày cũng không bỏ dậy nổi tức thì tiếng kêu rên vang đội cả căn phòng thẩm vấn mà một màn này khiến vương lực và bao gồm cả vương hàng cùng trương giai kỳ đứng cách đó không xa đều nhìn đến ngơ ngẩn. Tình huống gì đây, như thế này là gặp quỷ sao? Rốt cuộc mới vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Vào giờ phút này, đừng nói là vương hàng và trương giai kỳ, ngay cả cảnh sát đặc nhiệm như vương lực cũng bắt đầu hoảng sợ. Bởi vì một màn vừa rồi thật sự quá nhanh, quá quỷ dị thậm chí bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mấy tên đàn ông kia đã ngã ra đất. Điều này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Mà ngay lúc này, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt ba người, chính là Diệp Thu vừa mới biến mất. Khóe miệng Diệp Thu nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Nếu là bình thường thì chẳng có gì cả, nhưng ba người vừa mới trải qua một màn quỷ dị như vừa rồi nên giờ phút này ba người nhìn thấy khóe miệng của diệp thu diệp thu nhách lên thành một nụ cười như thế thì cả người đều không tự chủ được mà run bần bật cứ như nhìn thấy ác ma đang mỉm cười vậy mày tóm lại mày mày là là người hay quỷ vương lực nhìn diệp thu thân thể run rẩy có chút hoảng sợ hỏi anh nói xem khóe miệng diệp thu cong lên một nụ cười đầy ẩn ý hừ tao thấy thằng nhãi danh mày đang giả thần giả quỷ ở đây thì có vương lực hít mắt nghiến răng lạnh giọng nói. Suốt lời, anh ta trực tiếp siết chặt quả đấm, vọt về phía Diệp Thu. Bản thân anh ta là cảnh sát đặc nhiệm, tất nhiên sẽ không bị cảnh tượng vừa nãy dọa sợ không còn biết gì. Không thể không nói, cho dù là tốc độ hay sức mạnh của vương lực đều nhỉnh hơn một chút so với mấy tên đàn ông kia. Chỉ trong chớp mắt mà anh ta đã vọt tới trước mặt Diệp Thu, vung quả đấm lên và và nện mạnh về phía đầu Diệp Thu. Ngược lại lần này Diệp Thu không tránh mà đứng im tại chỗ không nhúc nhích điều này khiến vương lực tràn đầy khinh bỉ. chương 280, có gan thì đánh tiếp đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt vương lực lập tức thay đổi trong nháy mắt. Còn chưa đợi anh ta kịp phản ứng, Diệp Thu đã nắm lấy quả đấm anh ta vừa tung ra, sau đó cánh tay dùng lực ném sang bên cạnh một cái. Vương lực cao 1m80 mấy, ước chừng 75 đến 80 kg mà cứ thế bị Diệp Thu ném bay ra ngoài. Chỉ nghe, ầm, vang một tiếng thật lớn, cả người vương lực va vào trên vách tường phòng thẩm vấn, lúc này mới coi như dừng lại. Mà giờ phút này, anh ta đã ngã đến mức tâm thần hỗn loạn, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, trực tiếp ngất xỉu ngay sau đó. Một màn này khiến Vương Hằng và Trương Giai Kỳ nhìn đến ngu luôn. Trước đó, bởi vì tốc độ Diệp Thu giải quyết mấy tên đàn ông kia quá nhanh, nên hai người bọn họ không thấy rõ, nhưng mà mà cảnh tượng vừa rồi Diệp Thu ném Vương Lực bay ra ngoài đã bị hai người thu hết vào mắt, Chuyện này khiến hai người khiếp sợ tột độ, nhất là Vương Hàng. Bởi vì tận sâu trong lòng anh ta, anh trai Vương Lực của mình chính là người có năng lực nhất, sức mạnh siêu lớn. Từ nhỏ tới lớn, khi khi Vương Lực đánh nhau với người khác, anh ta chưa bao giờ thua. Sau khi gia nhập đội cảnh sát đặc nhiệm thì sức mạnh lại đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói là sự tồn tại vô địch ở tận sâu trong đáy lòng Vương Hàng. Nhưng mà ngay lúc nãy diệp thu chỉ dùng một chiêu đã đánh vương lực đến mức không còn sức chiến đấu điều này thật sự quá đáng sợ trên mặt vương hàng ngay lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng ngoài ra thì không còn biểu cảm gì khác yếu đến mức không chịu nổi một chiêu chẳng thú vị gì cả mặt diệp thu đầy vẻ thất vọng mà lắc đầu một cái sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vương hàng ánh mắt lạnh như băng đó khiến cả người vương hàng đều không tự chủ được mà run lên bần bật vội vàng lùi về sau hai bước trợn mắt nhìn diệp thu Lạnh giọng mắng, mày muốn làm gì hả? Diệp Thu, tao cảnh cáo mày, chỗ này chính là đồn cảnh sát, hơn nữa tao cũng là cảnh sát. Nếu mày dám hành hung tao ở chỗ này thì mày vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc có thể ra ngoài. Cậu cũng quá không biết điều rồi, không phải cậu tốn bao nhiêu công sức mới có thể mời tôi tới đây hay sao? Sao lại tính là tôi có ý hành hung cậu chứ? Khóe miệng Diệp Thu hơi nhếch lên, vẻ mặt đầy ẩn ý nói dù sao thì chỉ cần mày dám động vào tao dù chỉ một chút nào, đó cũng vẫn được tính là đánh cảnh sát. Có bản lĩnh thì thử động vào tao xem, Vương Hàng trợn mắt nhìn Diệp Thu, nghiến răng, ngoài mạnh trong yếu nói. Ồ, phải không, vậy tôi thử xem thế nào. Diệp Thu cười đầy ẩn ý một tiếng rồi bước lên phía trước, không nói hai lời mà giơ bàn tay lên, tát thẳng một cái lên mặt Vương Hàng. Chát, chỉ nghe một tiếng bà tai trong trẻo vang lên. Trong nháy mắt, một dấu bàn tay màu đỏ xuất hiện trên mặt Vương Hàng. Mà bản thân Vương Hàng cũng bị một cái tát này của Diệp Thu làm cho đờ đẫn. Anh ta không ngờ rằng ở đây mà Diệp Thu cũng dám ra tay mới mình. Hơn nữa lực tay của một cái tát này thật sự quá lớn, đánh đến mức đầu óc anh ta ong ong cả lên, cứ như bị bắn một phát súng vậy, qua một hồi lâu sau mới từ từ lấy lại tinh thần. à, một tiếng hét tràn đầy tức giận vang lên bên trong phòng thẩm vấn. Hai mắt Vương Hàng trợn trừng nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, ánh mắt ấy như chuẩn bị giết người đến nơi, chỉ hận không thể xông lên ăn tươi nuốt sống Diệp Thu. Mày dám đánh tao, thế mà mày dám đánh tao. Có gan thì mày đánh thêm cái nữa cho tao xem đi, để coi tao có giết chết mày hay không. Vương Hàng giận dữ chừng mắt nhìn Diệp Thu, vô cùng tức giận hét. Nhưng mà lời của anh ta vừa dứt, chát, một tiếng bạt tai trong trẻo vang lên ngay lập tức. Một cái tát này đánh vào bên mặt còn lại của Vương Hàng một dấu tay màu đỏ nhanh chóng hiện lên phía trên, sau đó nửa mặt bên đó cũng nhanh chóng sưng lên, hoàn toàn cân xứng với nửa bên mặt vừa bị đánh kia. Mà bản thân Vương Hàng lại suýt chút nữa nôn ra tại chỗ. Bởi vì hai bàn tay này đánh anh ta đến mức chấn động cả não, chỉ cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt, cả người đều không khỏe. Qua một hồi lâu sau, Vương Hàng mới từ từ ổn định lại, hai mắt đỏ bừng trợn lên nhìn Diệp Thu, giận dữ hết mày có biết là mày xong đời rồi không hả? mày xong rồi biết chỗ này là chỗ nào không hả chỗ này chính là phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát mày lại dám đánh cảnh sát ở chỗ này cả đời này mày cũng đừng mong thoát ra nhớ lấy là cả đời đấy chát ngay từ đầu diệp thu đã không muốn nói nhảm nhiều với vương hàng trực tiếp phả thêm một cái một cái tát này khiến vương hàng không ngừng quay cuồng cũng sắp không phân biệt được đông tây nam bắc nữa a à, vương hàng ngửa mặt lên trời phẫn nộ thét dài hai mắt trợn trắng nhìn chằm chằm diệp thu tràn đầy lửa giận hét diệp thu mày có biết ba của tao là ai không ba của tao chính là đồn trưởng của chỗ này có bản lĩnh thì mày động vào tao một lần nữa coi tới đi tao cho mày mượn lá gan đấy nghe những lời này bàn tay diệp thu chậm rãi hạ xuống thấy thế vương hằng còn tưởng rằng diệp thu sợ trên mặt lập tức hiện vẻ đắc ý vô cùng hung hăng hống hách nói đánh đi có gan thì đánh tiếp đi không phải hống hách lắm à nghe thấy ba tao là đồn trưởng thì biết sợ rồi đúng không? Ha ha ha, đúng là đồ nhát gan, bây giờ mới biết bối cảnh của tao mạnh mẽ đến mức nào hả? Dám đối đầu với tao, chắc chắn chính là tự tìm đến cái chết. Đồ cái thứ thứ không biết sống chết, tao khinh. Ba cậu là đồn trưởng đúng không? Khóe miệng Diệp Thu nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp tát lên mặt Vương Hàng. Cái tát này khiến Vương Hàng trở tay không kịp, tất nhiên anh ta không ngờ tới sau khi mình lôi thân phận ra Diệp Thu vẫn dám đánh mình. Diệp Thu, mày nghe rõ cho tao, ba tao là đồn trưởng ở chỗ này đấy. Vương Hàng bụng mặt, còn tưởng Diệp Thu không nghe rõ, cứ nhấn mạnh mãi. Ừ, thế thì thế nào? Diệp Thu nói với khuôn mặt không cảm xúc. Ngay sau đó trực tiếp dùng một tay túm cổ Vương Hàng, đối mặt với Vương Hàng mà đánh liên tiếp 10 cái. Lúc đầu Vương Hàng cũng có một khuôn mặt đẹp trai, lại bị diệp thu đánh thành một cái đầu heo sợ rằng bây giờ ngay cả mẹ ruột của anh ta tới cũng chưa chắc có thể nhận ra anh ta ông xã mặt trương giai kỳ biến sắc vội xông lên muốn cứu vương hàng diệp thu quay đầu chừng mắt nhìn trương giai kỳ thản nhiên nói tốt nhất cô không nên lộn xộn tôi không muốn đánh phụ nữ nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đánh không đánh lời này vừa nói ra cả người trương giai kỳ đều không tự chủ mà run rẩy ánh mắt lạnh như băng không có tình cảm của Diệp Thu thật sự dọa cô ta suýt khóc hòa, lập tức dừng ngay tại chỗ, không dám bước lên trước nữa. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 280